Mà công tử ghê chị ha. Em nghĩ là chắc ảnh không hợp với nghề công nhân đâu. Không có đâu. Chị nghĩ ai mới vô làm cũng vậy hết á. Chắc rồi cũng sẽ quen thôi. Nhưng mà tình trạng vậy, chắc chị khuyên Đình Trung xin vô khâu khác làm quá à. Chị Nga, em thấy anh Trung anh cũng ổn rồi. Hay là mình về xí nghiệp làm đi. Chứ không á, ông Phú lại kiếm chuyện với mình nữa. Ừ đúng rồi đó. Ấy thôi tụi mình về đi. Cương thấy làm sao Xuyên? Bác sĩ nói ảnh bị sốc phản vệ nên bị ngất đi. Hồi lúc nãy bác sĩ có chích cho ảnh rồi, nói là xíu nữa tỉnh dậy sẽ khỏe thôi. Nhưng mà bây giờ ảnh chưa có tỉnh, rồi em không biết lát nữa có gì xảy ra hay không. Nếu mà bây giờ mình để ảnh ở đây một mình á, thì em không yên tâm tí nào hết á. Lê, chị thấy Mỹ Xuyên nói đúng á. Hay giờ chị tính vậy ha. Chị với bé Lê sẽ về xưởng làm tiếp. Em cứ ở lại đây chăm sóc cho Đình Trung đi. Không sao đâu. Có gì chị về chị sẽ thông báo qua cho anh Mạnh biết. Rồi lỡ như ông Phú có kiếm chuyện á, thì anh Mạnh cũng nói đỡ cho tụi mình. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Thật ra thì Đình Trung đâu có ai là người thân trên này đâu. Với lại ở đây một mình chị thấy cũng không yên tâm lắm. Em đừng có lo, cứ chăm sóc đi. Rồi ngày mai chị xin nghỉ, rồi chị vô chị thay ca cho em, rồi em về em đi làm tiếp. Ừ, phải đó chị Xuyên. Anh Trung cần người chăm sóc mà. Chị ở lại đây thì tốt hơn. Dạ. Vậy thôi được rồi, em sẽ ở lại. Vậy giờ chị với Lê về xí nghiệp làm tiếp đi. Em đừng có lo, có gì chị nói với anh Mạnh cho, đừng sợ. Chị đi nha. Dạ. Vậy em về nha. Anh Trung à, khi hết bệnh anh cũng nên tìm việc khác đi. Với vẻ ngoài như vậy anh có thể tìm được một việc khác tốt hơn đó. Gương mặt của anh nhìn rất là thông minh. Anh khờ quá. Anh lo công việc mà xem lại buồn anh chứ. Em hiểu như vậy á là anh rất vui. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh làm việc tiếp nha. Dạ. Chào anh nha. Vậy đành thôi giữ riêng một mình. Lời xin lỗi khi đã xa chỉ buồn thêm. Và em cũng mơ về một giấc mơ buồn. Cô nghe điện thoại của ai mà buồn dữ vậy? Dạ. Của bạn con. Của cậu Hải Lương phải không? Tôi thấy sáng tới giờ cậu ấy chưa đến thăm cô nghe. Dạ, chắc ảnh bận lắm cho nên không đến được. Nói thật cô đừng buồn. Các cậu con trai bây giờ khó lòng tin tưởng lắm cô à. Nhất là các cậu sống lâu năm ở thành phố. Dạ, anh Luân không phải là người như cô nghĩ đâu. Anh ấy rất tốt với con mà. Ấy, nhiều khi là cậu ấy thương hại cô cũng không chừng đó. Chứ nếu mà thương cô thật lòng á, thì cậu ấy phải biết thu xếp công việc lại để mà đến với cô. Chứ đâu có ai mà đổ thừa hoài như vậy được. Không lẽ bây giờ đó, cái công việc bận đến cuối năm mà cậu ấy phải đợi đến cuối năm mới đến được với cô làm sao? Chuyện này... Tôi thấy cô á cũng đừng nên buồn làm gì. Đón biết trước được đó anh ta sẽ thay đổi thì mình chuẩn bị tâm lý cũng tốt mà.
Hay quá ha. Mấy người á, một người á thì bày ra cái kế để nghỉ việc, còn mấy người á là thừa nước đục thả câu. Anh nói gì kỳ vậy? Ai mà bài kế, ai mà thừa nước đục chứ? Chứ không phải hả sao? Thằng Trung á thì nó mưu mô, nó bày ra cái kế nó bệnh để mà nó nghỉ việc, ha. Còn mấy người á thì nghe theo nó. Hay quá ha. Thôi để thưởng cái công hay đó đó, tháng này mấy người sẽ bị trừ bớt lương nghe. Nè, sao anh vô lý quá vậy? Sống không có chút tình cảm gì hết trơn á. Anh Trung bị bệnh thiệt mà mày giả bộ hả? Nè, nói cho mấy cô biết, tôi chứ không phải khờ khạo như ông Mạnh đâu, mà nói cái gì nghe cái nấy. Nè, mấy cô nghĩ cái gì, mấy cô muốn làm cái gì là tôi biết, đừng có hòng mà qua mặt tôi nha. Chúng tôi không có nghĩ gì hết á. Chính anh á, anh mới nghĩ sai về chúng tôi đó. Lúc nào cũng kiếm chuyện hết trơn á. Nếu thật sự chúng tôi có nghĩ làm thì chúng tôi cũng làm bù chứ bộ. Chúng tôi luôn hoàn thành đúng định mức của công ty đề ra, chưa bao giờ làm tổn thất cho công ty hết. À, làm bù hả? Nè, có thì mới nói nghe, nhưng mà chờ tới mấy người làm bù á biết đến khi nào. Bây giờ trước mắt á, tôi lập biên bản để mà trừ lương mấy người nghe không? Anh thôi bỏ đi chị, nói chuyện với mấy người này á cũng ăn thua gì đâu. Em nói đúng rồi đó, nói chuyện với mấy người vậy á thà mình nói chuyện với con trâu còn sướng hơn. Gì? Tôi chửi đi. Bây giờ mấy người muốn chăn trâu là tôi cho mấy người về quê chăn trâu để nói chuyện với trâu nghe không? Khỏi tới đây đàn nhà quê một bài đặt lo làm đi. Dạ chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là tại sao lâu quá rồi anh không tỉnh dậy à? Cô đừng có lo quá, chúng tôi đã xử lý tình trạng của anh ấy một cách tốt nhất. Những mũi thuốc sẽ có tác dụng, có thể một chút anh ấy sẽ tỉnh lại. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Nhưng cô cũng nên túc trực bên anh ấy, có gì bất thường thì báo ngay với y tá trực. Dạ, tôi nhớ rồi. À mà, cô nên tranh thủ ăn một chút gì đi, không khéo á, người bệnh lại khỏe, còn người nuôi bệnh á, thì bệnh đó. Căng tin nó sao giải tòa nhà này. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Không biết có chuyện gì nữa không? Chắc là ông muốn nghe mình chửi đó chị. Cái ông này á, khóa nghe chửi lắm. Tôi đã suy nghĩ lại rồi. Nếu mà làm căng quá thì tội nghiệp cho hai người. Thôi giờ vậy, nếu mà hai người đồng ý ký vô cái biên bản á là tôi sẽ để cho hai người tiếp tục làm việc. Còn nếu không á là tôi ghi ngày hôm nay hai người giặt mặt. Tôi thấy là tôi không có lỗi gì để phải ký vào biên bản đó hết. Dám lớn tiếng cãi nữa, muốn bị đuổi việc không? Có chuyện gì nữa vậy? Anh Mạnh, anh tới đúng lúc quá. Anh Phú bắt em chị Nga ký tên vô biên bản á. Sao vậy anh Phú? Còn sao nữa không? Hai người này tự ý bỏ việc, đưa thằng Trung đi bệnh viện. Cái điều này ông đã biết rồi mà. Thì hồi nãy á, Trung bị ngất xỉu ở phân xưởng, anh cũng biết mà. Chính tôi yêu cầu người khác á, đưa Trung lên. Người bao che binh vực với nhau được bao lâu nữa, nghe không? Anh Mạnh, cảm ơn anh nha. Nếu không nhờ có anh á, em với chị Nga bị ông Phú phạt rồi đó. Không có gì đâu, hai chị em làm việc bình thường đi nha. Nè anh cân nhắc hai chị em nè, hãy cẩn thận với ông đó. Có việc gì á cứ nói riêng với anh nha. Lên đi. Mừng ạ. Một chút xin thay cái mặt khác giùm anh nha. Tôi đã làm việc nha. Mày làm gì vậy hả? Nè, đứng im à.
ra mày không phải là một thằng công nhân bình thường. Mày là giám đốc giả dạng. Mày làm gì vậy với mục đích gì hả? Mấy người nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết á. Để tôi làm tiếp. Đứng im ra. Đứng im đó. Tao đâu có ngu mà tao tha cho mày, trong khi tao đã biết rõ âm mưu của mày. Cố tình vô đây để nắm tình hình, rồi mày tấm cổ tao ra khỏi nhà máy này đúng không? Nếu mấy người không làm gì sai, sao phải sợ chứ? Mày dám thì mày nghe, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tụi bay đâu? Bắt lấy nó, còn đem xuống gọi cho tao. Nè, tôi sẽ kiểm mấy người đó. Ui nè. Thả tôi ra. Đứng lại đó. Mày đã biết rõ tao là ai rồi tụi em. Đem nó vô kho. Buông tôi ra. Phải chỉ với người đó. Buông tôi ra. Anh Trung. Có chuyện gì vậy? Buông ra. Cô mau ra cho một mũi thuốc an thần. Dạ. Anh Trung. Ôi. Anh ổn rồi phải không? Đây là đâu vậy? Sao anh ở đây vậy? Dạ, hồi nãy anh bị xỉu nên là mọi người đưa anh vô đây, rồi cử em ở lại chăm sóc cho anh. Thì ra là vậy. Làm phiền em quá. Cảm ơn em Mỹ Xuyên. Dạ, ơn nghĩa gì chứ. Anh tỉnh lại như vậy là tốt rồi. Thôi giờ anh nằm nghỉ đi. Anh nằm nghỉ đi. Rồi lát nữa bác sĩ vòng lại á, mình xin về sớm. Ừ Lê, một tí nữa em có vô thăm chị hai của em không? Dạ không, chị mới gọi cho em á, nói là hôm nay khỏi tới, tại vì hôm nay có anh. Anh... Dạ không, ý của em là hôm nay có bạn của chị vô thăm chị rồi, nên là em không cần phải tới. Ừ, thôi vậy cũng tốt, bây giờ mình chỉ về chuẩn bị nấu đồ ăn để đem vô cho Xuyên với Đình Trung thôi. Ừ, dạ. Chị Nga nè, không biết á, là anh Trung nằm ở trong lâu không ha? Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà em có thấy lạ không? Cậu Trung á giống như là con tiểu bột vậy đó. Nhìn thấy không có khỏe giống như công nhân nam trong xưởng của mình. Ừ, em cũng thấy vậy á. Mà cũng may á là có chị Xuyên ở trọng với anh á, vậy mình cũng yên tâm hơn chị ha. Chào anh, mời anh vào. Quán chúng tôi có rất nhiều món đặc biệt. Thật ra thì tôi... Anh cứ vào đi, giá rẻ bất ngờ. Dạ dạ. Anh cho tôi hỏi này chút xíu được không? Dạ quý khách cứ hỏi. Tôi thấy ở đây có để bảng tuyển người á. Không biết là... Anh đừng nói anh vào đây xin việc nha. Dạ đúng rồi. Quán còn tuyển không anh? Thì ra là dân thất nghiệp à. Nãy giờ sao không chịu nói sớm? Tôi phải phục vụ anh. Quá đáng. Nhưng mà anh ơi, tôi chỉ...
Mạnh về rồi đó hả? À chị, em cũng mới về. À, có gì không chị? Đây nè, cái lá thư của dưới nhà của Nga gửi lên. Mà nãy tôi có qua phòng cổ, cổ chưa có về. Thôi cậu giữ đi, rồi có gì đưa cổ lại giùm tôi. Thư của chồng cổ. Chắc là nhớ vợ rồi chứ gì. Mà không ai như cái ông này. Đàn ông gì mà để vợ bôn ba nơi xứ người làm ăn như vậy. Thiệt, cái số cô Nga cũng khổ thiệt á. Chuyện của nhà người ta cũng khó nói lắm chị ạ. Thôi được rồi, để chút nữa tôi sẽ đưa cho Nga. Ừ, nhớ đưa cổ sớm sớm nha. Chắc là cũng mong thư nhà dữ lắm đó. Đang, ê, trời trời, đang con cá để chạy về để ngồi khát lẹt hết ăn á. Em chào chị. Ừ, hai đứa mới về hả? Anh Mạnh, hôm nay anh về sớm quá vậy? Đang nấu cơm hả? Không, anh cũng mới về thôi. Mạnh à, em đưa lá thư này cho Nga nha. Ủa, gì vậy anh? Thư của chồng Nga gửi cho cô ấy. Em nhớ đưa cho Nga giùm anh nha. Dạ. Chuyện lạ nha, cái ông này mà cũng biết gửi thư cho vợ nữa hả? Gửi thư lên xin tiền chứ gì. Sao em lại nói vậy? Dù gì á, đó cũng là chồng của chị em mà. Em không biết, từ trước tới giờ em không có ưa ổng, cho nên em không có coi ổng là anh của em. Anh cũng cố gắng tìm hiểu về em đó Duy, xem em có tiềm ẩn gì không. Lúc nào em cũng cáo gắt cằn nhằn, ghét người này người nọ là sao? Vậy chứ, tại hai người không có thấy ổng. Hai người mà thấy ổng hả, là cũng nghĩ như em à. Cái cha đó tệ hơn vợ đậu nữa. Dạ thôi, em đi về phòng nha. Đi nha. Con mời bác Dùng, bác Dùng tự nhiên nha. Lẽ ra là con phải qua nhà bác mới phải. Đằng này lại phiền bác đến đây dùng cơm với con. Thiệt tình là con thấy ngại quá. Sao lại ngại? Chính con đã mời bác đến đây để dùng bữa tối mà. Tại thường là con ăn cơm với daddy của con. Nhưng mà bây giờ daddy con đi rồi, con ăn cơm một mình cũng thấy buồn. Mà con biết bác cũng chỉ có ăn cơm một mình thôi. Cho nên là con cố tình mời bác qua đây dùng cơm với con đó. Mà con cũng phải suy nghĩ dữ lắm con mới dám mời bác qua đây dùng với con á. Sao vậy? Tại vì con nấu ăn không có được ngon cho lắm. Nhưng mà con muốn làm một bữa cơm thật sự thân mật để cùng ăn với bác. Nếu như mà lỡ có dùng không ngon miệng, bác đừng có cười con nha. Sao con lại nói vậy? Con khéo lắm đó. Con lại khiêm tốn nữa rồi. Dạ, bác dùng đi bác. Anh thấy ngại quá. Tự nhiên khiến Mỹ Xuyên với mọi người á phải lo lắng gì anh. Làm phiền mọi người ghê luôn á. Mà công nhận á, sức khỏe của anh yếu thiệt luôn á. Sau khi không anh lại làm ở chỗ nung khuấy bột nhựa vậy? Đó đâu phải là trách nhiệm của anh đâu. Tại có người nhờ anh cho nên anh giúp. Nhưng mà ai ngờ đâu tự nhiên cái van nó bị xì. Anh bị ngạt á, do hít phải cái mùi nhựa nóng chảy. Theo nguyên tắc là anh không được rời khỏi vị trí làm việc của mình. Vậy mà anh còn đi giúp người khác nữa. Chỉ là sự cố thôi mà. Cũng may cho anh đó, van chỉ bị xì thôi. Đường ống mà nổ tung một cái, em không biết anh sao luôn á. Đường ống mà nổ tung á thì anh sẽ mọc đôi cánh. Anh làm thiên thần suốt ngày bay theo Mỹ Xuyên để bảo vệ Mỹ Xuyên. Không dám đâu, anh theo ám em thì có. Mà không ngờ anh lại bị ngạt như vậy nữa. Cũng may là có mọi người đó. Con mời bác. Mời con dùng đi. Dạ. Ngon thiệt đó con. Chắc là bác khen an ủi con thôi. Chứ con biết tài nấu ăn của mình á, còn tệ lắm. Không, bác khen thiệt tình á. Mà con làm ra bác rất là bất ngờ. Không ngờ con khéo tay thiệt. Bây giờ như vậy là hiếm lắm á. Cảm ơn bác. Thời buổi bây giờ đó con, con gái thì về nữ công gia chánh á dở lắm. Nhất là trong những bữa cơm gia đình như thế này thì hơi vụng về. Cũng như con thi nhà bác đó cũng vậy thôi.
Trời ơi, có đời nào mà nó rớ tay vô ba cái chuyện bếp núc đâu. À, thật ra thì con thấy nấu ăn cũng có thú vui đó chứ. Ừ. Được nấu nhiều món ăn ngon cho những người thân thương của mình cũng thú vị lắm. Nè, con mời bác. Dạ, anh ấy sao rồi bác sĩ? Các phiếu xét nghiệm đều cho kết quả bình thường. Không sao đâu, đã ổn, có thể xuất viện ngay bây giờ. Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ ạ. Nhưng sức khỏe của anh ấy chưa hẳn bình phục, cần nên nghỉ ngơi nhiều và được bồi dưỡng. Dạ, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. À, anh làm công nhân, vậy nên nghỉ vài ngày, không nên vội làm việc ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh đúng là may mắn thiệt, có cô bạn gái lúc nào cũng túc trực. Duy nè, kể anh nghe coi, từ sáng giờ em làm gì? Thì em đi xin việc, nhưng mà chưa có. Em đang nản đây nè. Thì em cũng phải từ từ chứ. Sài Gòn này việc cũng nhiều, nhưng người thì cũng đông, cho nên việc tìm đến mình cũng rất khó. Cái gì cũng phải cần có thời gian. Dạ em biết rồi, thì để mai em đi coi tiếp coi sao. Chứ thất nghiệp vậy chán lắm. Em biết nghĩ vậy là tốt rồi. Mình còn trẻ cho nên phải cố gắng làm việc. Dạ. À, anh Mạnh. Ừ? Anh nhìn em đi. Sao? Ừ, anh thấy tướng tá em vậy nè. Ừ. Sức khỏe em vậy. Ừ. Em làm gì? Để xem. À, nhưng mà cứ thất nghiệp vậy vui nổi gì? Chung quanh em còn rất nhiều người thân, chẳng lẽ em buồn rồi cho mọi người phải buồn theo em sao? Ai quen rồi anh. Ừ. Làm gì cũng phải đúng giờ chứ không là bị thất nghiệp đó. Vậy hả? Anh nói cũng chí lý đó, chứ ở Việt Nam mình thì ưa lề mề lắm. Cái vấn đề này là phải suy nghĩ lại nha. À, khi mà làm tốt rồi thì mới tiến bộ được. Ờ, mà anh dự tiệc sao rồi? Có vui không? Ừ, vui lắm. Mà phải công nhận con bé nó giỏi thiệt anh. Nó nấu món nào cũng ngon. Con dâu của anh á, vừa giỏi vừa đẹp. Anh là nhất xứ rồi đó nha. Thôi, mình đi anh. Dạ. Xe tôi đậu dưới bãi xe cuối phố đường á. Vậy hả? Dạ, thôi à, mình đi. Sao bỗng như hôm nay mình giỏi dữ vậy ta? Những món nào mình chọn á, bác Hiệp cũng thưởng thức ngon lành hết. Vậy là mình thành công quá rồi. Bây giờ thì mình sẽ tự thưởng cho mình cái gì đây ha? Con nghe nè Daddy. À, con đó hả? Sao? Mọi chuyện bên đó ổn không con? Ba cứ yên tâm, mọi chuyện ổn hết luôn. Nhất là chuyện của bác Hiệp á, con làm rất chu toàn. Con giỏi lắm. Tốt. Ông ta mới vừa ở nhà mình dùng cơm xong rồi về đó. Sáng mai á, con sẽ đưa ông ta đi dạo. Nhưng mà con dám chắc với ba một điều là ông ta đã chấm con là con dâu của ổng rồi đó. Vậy thì quá tốt rồi. Chuyện ba chỉ muốn có vậy thôi. Con cứ tiếp tục lấy lòng ông ta đi. Ba cứ yên tâm đi. Bây giờ con dám đảm bảo với ba là ngoài con ra, ông ta sẽ không chọn bất kỳ người nào cho con trai của ổng hết á. Con dám chắc luôn. Nếu con khẳng định như vậy thì ba yên tâm rồi. Nhưng mà ba cũng nhắc cho con nhớ, hãy cẩn thận. Con biết rồi mà. Thôi bây giờ khuya rồi, con đi ngủ đây. Ba cũng biết là giờ này á hả, bên Mỹ đang là ban đêm mà. Bye bye Daddy. Ok, good night. Em làm thủ tục cho anh xong hết rồi đó. Anh ngồi nghỉ xíu rồi về sau nha. Bây giờ em về trước. Ủa sao không về chung cho vui? Dạ thôi, không được đâu. Tại em nói xe buýt em về. À, anh về sau đi. Thôi, vậy mới không được đó. Thì anh với em về chung cho tiện. Em về em còn ghé chợ em mua đồ nữa.
em không đi với anh được đâu nha. Hay là em ngại chuyện hồi nãy đúng không? Chuyện hồi nãy là chuyện gì? Em nhớ gì hết á? Thì chuyện hồi nãy cô y tá với anh bác sĩ hồi nãy nói hai đứa mình á, em ngại đúng không? Dạ không có. Mà thôi, em nói em đi riêng là em đi riêng. Anh rắc rối quá à. Có rắc rối gì đâu, về chung đi. Em mà về riêng một mình á, anh thấy ngại lắm. Ngại gì mà ngại. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Em về trước nha. Em về nha. Anh ạ. Anh bị sao vậy? Anh không biết nữa. Tự nhiên cái đầu anh nhức quá à. Anh đau đầu quá Mỹ Xuyên. Chết rồi. Anh như vậy không biết sao về một mình được nữa. Anh đau lắm hả? Tôi để em chạy ra em kêu bác sĩ vô cho anh nha. Mỹ Xuyên, không cần kêu bác sĩ đâu. Chắc là anh ngồi nghỉ chút chắc nó hết rồi. Anh ý ơi không à, để em chạy ra em kêu bác sĩ vô khám coi anh sao. Không. Alo, dạ em là Mỹ Xuyên nè anh Mạnh. Anh đến bệnh viện liền được không anh? Có chuyện gì vậy hả Xuyên? Dạ, bác sĩ cho anh Trung xuất viện rồi. Nhưng mà tự nhiên anh đau đầu. Bây giờ em không biết xoay sở sao hết đó. Được rồi, anh sẽ đến đây. Dạ, anh đến liền nha, em chờ anh tới đó. Anh tới liền. Dạ. Chị về nè. Chị nghe. Chị có thư nè của anh Bân gửi cho chị á. Anh Bân gửi cho chị. Ủa, chị mới gửi thư cho ảnh đây mà. Thì chắc là chị gửi cho ảnh rồi anh trả lời hồi anh cho chị nè. Công nhận á nha, hai anh chị á tình cảm dễ sợ luôn á. Ủa, không biết nhà có chuyện gì không ta? Muốn biết có chuyện gì không chị đọc đi biết liền à. Người ta nói á, bánh mì vừa thổi vừa ăn mới ngon. Bánh mì vừa thổi vừa ăn? Ủa sao có bánh mì trong này, làm sao? Ý của em á là anh Bân gửi thư lên cho chị thì chị phải đọc liền chứ. Tình cảm mới nồng nàn chứ để lâu quá nguội lạnh hết làm sao. Trời ơi, con nít mà hay quá ha. Không có mảnh tình dắt dai mà bày đặt chỉ tôi yêu với đương nữa. Thôi đi cô nương, để chút tôi đọc. Thôi bây giờ vậy nè, em cầm đồ ăn vô đi. Rồi hai chị em mình làm cho nhanh để đem vô cho Mỹ Xuyên nữa. Dạ. Không biết ở dưới có chuyện gì không ta? Sao giờ chứ? Anh ráng chờ chút đi, bác sĩ vô liền giờ á. Sao gia đình Trung? Anh Trung anh không chịu nằm đây, anh đòi về nhà nghỉ ngơi. Nên lát nữa anh Mạnh đưa anh Trung về nha. Bây giờ em phải ghé chợ, em mua đồ về nấu cơm. Thôi khoan đã, chờ ba người về chung cho vui. Dạ thôi, có anh Mạnh ở đây rồi thì anh Mạnh đưa anh Trung về cho an toàn. Em đi trước nha. Mỹ Xuyên nè, tin bài trò gì vậy? Em muốn về chung với Mỹ Xuyên nhưng mà cổ nhất quyết không chịu, cho nên em buộc phải bày ra cách này nè. Ai về đâu cổ kêu anh tới đây luôn. Cũng ghê lắm nha. Anh đừng có hiểu lầm, tại vì Mỹ Xuyên ở đây chăm sóc cho em cả buổi rồi. Cho nên Mỹ Xuyên về một mình vậy em thấy ngại lắm. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, không cần phải thanh minh thanh nga gì đâu. Về về được chưa? Đợi chút rồi đi, để Mỹ Xuyên đi cái đã. Vậy em ngồi.
Anh Duy. Nè, sao anh nói là đi đăng ký học mà lại đứng đây coi đánh cờ? Trời ơi, anh đi đăng ký liền đó. Chị Nga mà thấy anh đứng kế bàn cờ, chị không tha cho anh đâu. Ở nhà hoài chán quá, anh muốn học cho có cái nghề. Anh Duy giỏi thiệt á, sau này ha biết lái cả xe hơi luôn. Nè, khi nào anh biết lái, anh mướn xe, anh chở em đi chơi khắp nơi, em chịu không? Anh nói thiệt hả? Dĩ nhiên là thiệt rồi. Anh chỉ sợ lê chê là xe mướn rồi không thèm đi. Không có đâu, em đâu có lạ gì đâu mà dám chê xe mướn hay xe thuê. Được anh Duy chở đi chơi là em vui lắm rồi. Vậy quyết định vậy nha. Anh mà biết lái, người đầu tiên anh chở sẽ là em. Ủa, bữa nay em không đi làm hả? Dạ có chứ, nhưng em làm ca chiều nên bây giờ em vô bệnh viện thăm chị hai, sẵn em cháo cho chị luôn. Ờ, vậy thôi em đi đi. Cho anh gửi lời hỏi thăm chị em nha. Nói chị mau hết bệnh nha. Dạ, vậy thôi em đi nha. Anh cũng lo đi đăng ký đi đó. Rồi rồi. Nha, về la chết á. Ừ. Em báo với giám đốc, anh sẽ tới công ty họp. Dạ, em sẽ nói lại. Nhưng mà có cần gấp gáp vậy không anh? Sao lại không gấp? Được rồi, em sẽ thông báo ngay. Đáng lý ra đó, em phải thông báo cho cậu ta từ trước để cậu ta chuẩn bị mới đúng. Bây giờ em gọi điện ngay được chưa? Được. Alo, tôi nghe đây. Chiều nay cậu có ở công ty chứ? Có gì không chị Dung? Chiều nay có ông Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty liên danh với công ty chúng ta đến thăm. Cậu lo mà chuẩn bị đón tiếp ông ấy nha. Sao? Ông ta đến ngay chiều nay luôn à? Có chuyện gì không ổn à? Hay là cậu không rảnh? Ờ, không có gì. Tại vì tôi hơi bất ngờ chút thôi. Được rồi, chiều nay tôi sẽ đón tiếp ông. Cảm ơn chị đã thông báo. Làm sao đây? Mình biết gì đâu mà gặp ông ta. Nói tới nói lui, lộ ra là nguy. Coi vừa miệng không? Chị cảm ơn em nha. Được mà, ngon lắm. Cũng may á, hôm nay em làm ca chiều nên em qua chơi với chị á. Tội nghiệp em quá, nghỉ mà cũng không được nghỉ ngơi, phải chạy qua đây chơi với chị. Nghỉ ngơi làm cái gì? Ở nhà hoài em thấy còn chán nữa, qua đây chơi với chị em thích hơn. Chị Trinh nè, hôm nay em thấy á, mặt của chị hồng hào hơn rồi đó. Chị thấy trong người khỏe hơn không? Ừ, chị thấy khỏe hơn trước khi chị nhập bệnh viện nhiều. Chị mong sao cho phác đồ chữa trị của bác sĩ dành cho chị có hiệu lực, để chị mau hết bệnh, cho em với anh Luân khỏi lo. À, mấy bữa nay á, anh Luân có qua thăm chị không? Không có. Chị có linh cảm như là anh ấy không muốn tới với chị nữa. Không có đâu, chắc là anh bận nhiều chuyện ở nhà máy á. À, chị Trinh, em có chuyện này quên nói với chị nè. Chuyện gì vậy? Ở nhà máy á, anh Luân anh làm giám đốc á. Em bày trò để chị vui phải không? Chị không tin đâu. Tới em mà còn không tin nữa mà. Nhưng đây là sự thật 100% luôn á. Hôm bữa em vô phòng giám đốc, em thấy anh ở trọng, em hết hồn luôn á. Chị không tin đâu. Chị phải tin. Mà chị không tin á, thì bữa nào á gặp ảnh chị hỏi anh thử coi phải không. Tới em mà còn bất ngờ nữa mà. Không biết có chuyện gì nữa, sao anh không nói cho chị em mình biết? Bỗng dưng làm giám đốc.
anh có chọn được mẫu nào chưa? À, để từ từ anh coi. Dạ, anh cứ tự nhiên, thoải mái sử dụng thử mà. Anh phải chọn cái nào mà đẹp giống như người bán anh mới mua à. Anh này vui quá ha. Thôi anh cứ chọn đi, có gì thì cứ hỏi em nha. Lên cái này đi em. Lắp sim cho anh luôn. Sao tự nhiên gặm cha nãy đây nữa? Giả mà thấy rồi mét với chị Nga là mệt rồi. Alo, tôi Luân nghe đây. À, tôi Trung nè. Mấy bữa nay điện thoại tôi bị giữ rồi, cho nên không gọi cho ông được. Công việc ổn không? Tôi đang như ngồi trên đống lửa nè. Có chuyện gì sao? Nói qua điện thoại không có tiện. Giờ ông đang ở đâu? Gặp nhau được không? À, hôm nay tôi làm ca chiều. Ông đang ở đâu vậy? Vậy thì lát nữa gặp nhau chỗ quán cà phê cũ nha. Ok. Không biết có chuyện gì nữa. Cái này 500 phải không em? Cảm ơn em. Không cần đâu. Bán được hàng rồi hả? Chị nghĩ ra rồi. Tính anh Luân hiền lành, chăm chỉ trong công việc. Chắc ảnh làm tốt, được tín nhiệm nên được cất nhắc lên làm giám đốc. Bây giờ ảnh có cả đống công việc phải giải quyết, còn thời gian đâu nữa mà dành cho chị. Chắc tại lu bu công việc mới á nên ảnh mới như vậy. Khi nào công việc ổn định ảnh không có quên chị đâu. Không đơn giản vậy đâu em. Con người ta có địa vị rồi, suy nghĩ sẽ khác đi, cuộc sống sẽ khác đi. Sao mà cách lòng mà em. Chắc anh đã chán ngấy cái việc chị nằm bệnh rồi, cho nên anh không muốn tới nữa. Chị như gánh nặng của anh vậy đó. Chị đừng có nghĩ anh như vậy. Em nghĩ á, anh luôn không phải là người dễ thay đổi đâu. Chị cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật anh ấy đâu có người con gái khác rồi. Chị nói sao? Em còn nhớ cái bữa đầu tiên mà em đến thăm chị không? Lúc đó anh Luân nói là anh xuống đón bạn, nhưng thực chất là anh nói chuyện với một cô gái dưới canteen. Chính chị nuôi bệnh kế giường bên cũng khẳng định là họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Chị không có quyền cấm cản anh đến với người phụ nữ khác. Ở bên chị, anh chỉ cực khổ thêm mà thôi. Chẳng lẽ đó là sự thật? Em nói vậy là sao? Dạ không. Thôi chị đừng nghĩ vậy nữa. Chị phải tin anh Luân chứ. Chị cũng muốn tin ảnh lắm, nhưng mà anh Luân đã không còn chung thủy như ngày xưa nữa em à. Không phải vậy đâu. Đã yêu nhau là phải tin tưởng lẫn nhau. Chị đừng có nghĩ xấu cho anh Luân, tội nghiệp ảnh. Vậy còn chuyện anh ấy ngồi cả buổi với cô gái dưới canteen thì sao? Có thể là vô tình anh gặp người quen ở trong bệnh viện, rồi họ ngồi nói chuyện với nhau. Chứ chị nghĩ đi, không lẽ anh ngốc tới nỗi giữ người con khác khác như bệnh viện chị đang nằm sao? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà chị thấy bất an lắm em à. Chị hai, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, phải tin ảnh chứ. Trung, Trung đây nè. Sao? Có chuyện gì quan trọng không? Sao nghe nói chuyện điện thoại mà hốt hoảng dữ vậy? Làm tôi lo á. À, cho ly cà phê đi em. Sáng nay tôi vào công ty á, thì nghe điện thoại của Kiều Dung. Bà ấy nói ông Dương á, tổng giám đốc công ty liên danh với công ty mình á, sắp qua làm việc với ban giám đốc. Có chuyện đó nữa hả? Thì đó, bởi vậy tôi mới gọi cho ông nè, để tìm cách giải quyết. Tôi thì không thể ra mặt được. Tôi hiểu rồi, để tôi suy nghĩ coi.
Bây giờ chỉ còn một cách thôi, tránh voi không xấu mặt nào. Tôi nghĩ là ông nên rời khỏi công ty một thời gian. Là đi công tác đó hả? Ừ, cũng có lý. Nhưng mà đi đâu? Đâu đi đâu đâu. Chỉ cần ông nói với công ty là ông phải đi công tác vài ngày, như vậy thì họ sẽ không qua công ty nữa. Ừ, cũng hay. Vậy để tôi vào công ty thông báo luôn. Cách này tạm thời vậy đi. Khi nào mà nghĩ được cách tốt hơn tôi sẽ nói với ông. Tự dưng ông Dương qua đây làm gì? Để cho mọi chuyện rối ren lên như vậy. Cũng may mà còn tìm ra được cách giải quyết. Ông Dương không phải là người tầm thường đâu. Tiếng nói của ông trong công ty cũng quan trọng lắm. Bởi vì trong tay ông nắm số cổ phần cao thứ hai trong công ty. Mình tránh được một ngày chứ không tránh được mãi. Tôi với ông còn phải cẩn thận nhiều hơn đó. Thôi à, để tôi vào công ty rồi thông báo luôn. Sẽ nghỉ luôn chiều hôm nay nha. Thôi tôi đi đây. À, gặp kìa. Quên, tôi đi trước nha. Hôm nay đi làm á, thấy có một người lạ lạ làm sao á. Chị nói ai chị? Chị nói em chứ ai. Chị để ý nha, từ sáng giờ không nói câu nào hết trơn á. Dạ, thì em có gì đâu. Chắc là em tập trung làm việc quá. Tại em sợ ông Phú á, có kiếm chuyện cho em thì mệt nữa. Thôi, chối làm gì. Chị nhìn là chị biết liền hà. Cậu Trung được. Chị nói đâu đâu vậy? Em với anh Trung bình thường mà, giống như là anh Mạnh với anh Duy vậy đó. Thấy cậu Trung giống như là anh Mạnh với anh Duy thiệt đó hả? Dạ thôi đi cô nương, đừng có dối lòng chị. Ok, sao lại ngồi đó? Về chỗ làm việc đi. Dạ. Nè, nói chuyện trong giờ làm việc, người đẹp có muốn anh trừ lương không vậy? Miệng tôi nói mà tay tôi làm mà. Anh lấy quyền gì mà trừ lương của tôi? Đừng có tưởng là tôi không biết luật nha. Luật gì em ơi, em nói thì cũng không có sai. Nhưng mà trong lúc em làm việc, em nói chuyện là em sẽ không tập trung. Mà không tập trung thì không có bảo đảm được năng suất làm việc. Nghe rõ chưa? Nhưng mà cái chuyện anh nói chơi chút xíu vậy thôi chứ có gì đâu mà em giận dữ vậy. Tôi đang làm việc, tôi không có rảnh đâu mà nói chuyện với anh. Alo, chị Dung hả? Phiền chị báo với ông Dương á, là chiều nay tôi không thể tiếp ông được nha. Chị cho tôi gửi lời xin lỗi tới ổng. Sao vậy? Ông ta không phải là khách thường đâu. Tôi hiểu, nhưng dưới miền Tây á, dự báo cho tôi phải xuống gấp, giải quyết một số công việc quan trọng. Chắc là đi khoảng mấy ngày đó. Phiền chị hẹn ông ta dịp khác nha. Tiếc quá, ông Dương muốn đến tham quan công ty để hiểu thêm về công ty, vậy mà cậu không có mặt. Tôi hiểu và tôi cũng tiếc đây nè, nhưng biết làm sao được. Thôi thì dịp này không được á, thì mình hẹn dịp sau ha. Ok, tôi sẽ nói lại với ông Dương. Được rồi, cảm ơn chị. Alo, anh nghe đây. Dạ anh rảnh không? Mình đi uống cà phê nha.
Đi bây giờ hả? Dạ. Bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi mà. Hay là anh không rảnh? Anh hai thì không có ở nhà. Em buồn chỉ biết gọi cho anh thôi à. Ừ, được rồi. Vậy xíu nữa anh sẽ qua đón em. Dạ, em sẽ chuẩn bị rồi chờ anh. Ok. Cái này cũng xịn chứ bộ. Đầy đủ mọi chức năng luôn. Ủa, anh Trung, anh đi đâu về vậy? À, anh mới đi chợ về. Rõ ràng là đi mua điện thoại mà lại nói là đi chợ. Đáng nghi thiệt. À Duy. Dạ. Cái chuyện đăng ký học của em sao rồi? Xong rồi. Bây giờ em chỉ cần đợi thông báo là đi học thôi. Ừ, vậy thì tốt quá. Dạ. Bữa nay đi mệt quá. Em ngủ miếng nghe. Ừ. Anh luôn đúng giờ ghê. Hẹn em thì phải đúng giờ chứ sao. Mà bây giờ em muốn anh chở tới đâu nè? Em muốn đi đến quán cà phê. Em thích không gian yên tĩnh ở đó. Ok. Anh hai em đi công tác xa rồi, cũng may có anh luôn, chứ nếu không em buồn chết luôn. Không ai chết gì buồn đâu, cô bé à. Không chết cũng đâm ra chán, khó chịu lắm. Thôi được rồi, khi nào em buồn á thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ chở em đi vào, được chưa? Dạ. Cuộc hẹn chiều nay của các anh chắc không tiến hành được rồi. Em nói cái gì? Sao hết cưng? Nhóc giám đốc mới gọi điện báo là đi công tác miền Tây gấp, mấy ngày nữa mới về, cho nên không có gặp anh được. Công tác? Ừ. Sợ anh thì đúng hơn. Cậu ta mới ở nước ngoài về, mới đi làm có được mấy ngày à. Công việc chưa đâu vào đâu hết. Nghe anh tới thăm, hoảng trốn là phải rồi. Vậy mà tên Hiệp ca tụng con ta hết lời. Rỗng tét, chỉ là một thằng tầm thường thôi. Như vậy á thì anh càng đỡ lo chứ sao. Chuyện công ty mà thâu tóm là chuyện nhỏ thôi. Đối phó với một thằng con nít miệng còn hô sữa, đâu cần gì phải tốn công sức, đúng không? Em yên tâm đi. Rồi đây công ty đó sẽ nằm gọn vào tay của anh. Khi mà anh thâu tóm được công ty rồi á thì công của em lớn lắm đó nha. Biết rồi. Nhắc hoài. Cho chị xin tới dưa hấu. Anh nhớ đó, anh lấy được công ty thì anh phải cất nhắc em lên chức cao hơn. Ai muốn dậm chân một chỗ chứ. Hơn nữa em là cánh tay đắc lực của anh mà. Cái chuyện đó đối với anh rất là nhỏ, chỉ cần em cố sức nuôi chiều anh thì anh sẽ cho được mọi thứ. Ok. Thôi mình đi chỗ khác chơi nha. Ủa sao vậy anh? Anh không thích quán này hả? Tại anh thấy nơi này ngột ngạt, không được thoải mái lắm.
mình đi đâu đó chơi đi. Nhưng mà chiều nay anh không đi làm sao? Không, bữa nay anh rảnh, mình đi nha. Dạ. Anh càng ngày anh càng yêu em. Em là người đáng yêu. Ồ, Mỹ Xuyên à, đi ăn cơm hả? Ừ, thì tôi về tranh thủ ăn cơm. Còn nhiều việc khác để làm nữa. Chứ tôi đâu rảnh rỗi như anh. Em nói vậy chứ em không thấy anh là suốt ngày anh ở trong phân xưởng không, chứ anh đâu có rỗi rảnh gì đâu. Ừ, thì giờ nào mà anh không ở phân xưởng á, ừ, thì tụi tôi thấy thoải mái giờ đó. Có đâu, Mỹ Xuyên phải thông cảm cho anh. Tại do công việc cho nên anh phải khó khăn với rắc rối với công nhân vậy thôi. Chứ cái lương tâm anh đâu phải vậy. Ờ thì đó là chuyện của anh, tôi không muốn nghe. Cho nên là anh cũng đừng có nói hay là giải thích cho tôi nghe hết, hen. Vậy mình không có nói chuyện với nhau nữa hen. Vậy giờ mình đi ăn nghe. Bữa nay cho phép anh mời đi ăn, anh có tiền nè. Trời ơi, sao nên lịch sự quá vậy? Thôi, đối với người đẹp như em là phải lịch sự chứ sao. Đi nha. Xuyên trời ơi, sao em còn đứng ở đây? Người yêu chờ ở nhà mà còn đứng chần chờ hoài. Đi nhanh về. Dạ, thì để anh chờ em chút. Với lại em chờ vậy ra về với em mà. Thì bây giờ chị ra rồi nè. Về ha. Dạ dạ dạ. Dạ xin phép tụi tôi về trước nha. Dạ đi. Người yêu hả? Chắc là cũng thằng nào làm cùng công ty này chứ gì. Làm sao chống nổi với thằng Phú này chứ. Lê, em sao vậy? Nãy giờ chị không nghe em nói tiếng nào hết á. Dạ đâu có gì đâu chị. Ừ, hồi sáng vô bệnh viện thăm chị hai em, rồi sao rồi? Chị cũng khỏe rồi chị Nga. Chị em khỏe mà sao em buồn hiu vậy? Tại vì á, chị của em á cũng đang buồn dữ lắm. Bạn trai của chị không có vô bệnh viện thăm chị. Vì chắc là anh bận công việc gì sao. Vậy cũng buồn. Nhưng mà khổ nổi á là người ta nói thấy anh ngồi ở căng tin nói chuyện với cô gái khác á. Kể cho chị em nghe vậy, chị em buồn dữ lắm, rồi suy nghĩ lung tung nữa. Có chuyện đó đó hả? Dạ. Bản thân em nè, cũng thấy hai người họ đi chung với nhau hai lần rồi đó. Em không biết là họ có quan hệ gì với nhau nữa. Em không dám kể cho chị em nghe. Em chỉ dám trấn an chị thôi à. Em làm như vậy là đúng á. Em đừng có bao giờ nói cho chị nghe biết chưa? Dạ. Đời người giờ khó hiểu. Giả giả thật thật. Riết rồi không biết ai thật lòng tốt với mình nữa. Mà thôi, ăn cơm lẹ lẹ lên đi. Còn đi làm nữa. Tới giờ cơm ai nấy cũng buồn trơn trọi vậy. Em thấy phim này sao? Có hay không? Dạ hay. Phim này có hấp dẫn á anh. Nhưng mà có điều khúc cuối á, buồn quá à. Kết thúc gì đâu mà không có happy gì hết trơn á. Anh Lân, em uống nước dừa. Em lên hai chai dừa. Nhiêu ạ? Dạ. Anh Luân. Anh Luân. Hả? Sao em? Có chuyện gì hả anh? Sao nãy giờ em thấy anh im lặng quá à? Anh không có nói năng gì với em hết á. Hay là anh không thấy đi chơi với em hả? Không phải như vậy đâu. Em đừng có hiểu lầm. Anh chỉ nghĩ về công việc một chút thôi. Anh á, anh với anh
hai em giống nhau lắm. Lúc nào cũng nghĩ công việc, công việc, công việc hết. Tuy đúng là công việc quan trọng thiệt, nhưng mà cũng phải có thời gian thư giãn nữa chứ bộ. Tại vì công việc á rất là quan trọng, cho nên anh phải nghỉ một chút. Sao hả? Bây giờ em muốn anh dẫn đi đâu nè? Đi chơi mà lúc nào cũng nghĩ công việc hết, vậy đâu có vui gì đâu. Cho anh xin lỗi nha. Thôi bây giờ mình đi về đi, bữa khác đi chơi. Vậy đưa em về nha. Dạ. Chủ người ta làm một tiếng cũng được nữa, thì ghét quá. Anh Lương, chờ em với. Nhanh đi. Thịt của tôi rồi chưa chị? Chị ơi, cái loại thịt mà chị dặn em á, ngày hôm nay em có nhiều. Chị lấy thêm cái loại thịt mới đi, tôi bớt chị chút đỉnh. Thôi, tôi không cần thịt mới. Chị giao đủ số lượng cho tôi là được rồi. Tiền nè, miễn bàn. Thôi chị ơi, cả chợ này giờ cũng chẳng còn ai bán thịt cũ nữa đâu. Tôi nói thiệt hả, tôi cũng ngại lắm. Ngày mai hả, chị mà lại chị kiếm cái loại thịt cũ này hả, không có đâu. Cái này chị nói là nha, không lẽ cả cái thành phố này không ai bán thịt, chỉ có mình bà bán thôi hay sao? Chia tay với bà luôn. Chị ơi, chị nên có chút lương tâm đi chị ơi. Anh Trung, tối nay anh có làm ca đêm không? Có chứ. Còn em sao? Dạ có, em đăng ký rồi. Cái gì? Em làm cả ngày rồi mà tối còn đăng ký tăng ca nữa hả? Dạ có sao đâu, em thấy làm đêm thật khỏe mà. Chứ lại nếu mà về nhà em cũng không làm gì hết đó. Anh thấy không có ổn đâu. Anh là con trai, anh làm tăng ca không sao. Còn em á là con gái, chân yếu tay mềm, làm tăng ca như vậy á sức khỏe nào mà chịu nổi chứ. Chưa chắc ai khỏe hơn ai đâu, nhưng mà em trẻ hơn anh là cái chắc. À mà anh á, nói chuyện với ông cụ non gì? Em đó, em đừng có quá ý y. Sức khỏe con người có giới hạn, biết chưa? Dạ, thì mai mốt em không tăng ca nữa là được chứ gì. Ê cha, thơm quá ha. Cho ta ăn cái coi. Ê ê ê ê, anh đừng có ăn cái đó. Sao hả? Cái đó để cho mấy đứa công nhân nó ăn. Anh chờ tôi chút xíu nha. Ê ê ê, mày sao mà không ăn được cái này? Tôi lấy cái khác cho anh ăn nó bảo đảm hơn. Hả? Ừ. Mày nói cái gì? Tôi lấy cái khác cho anh ăn nó bảo đảm hơn. Anh nghe không? Cái này là cái... Tôi làm cái này để cho tụi công nhân nó ăn. Hả? Tôi mua toàn là đồ rẻ với đồ ế không hà. Trời ơi. Anh, còn 15 phút nữa là đừng nghỉ rồi đó. Đi làm á mà chỉ chờ tới giờ tan ca thôi đúng không? Với lại chờ ngày lĩnh lương nữa. Công nhân nào cũng vậy mà. Dạ. Nè, thấy mệt trong người rồi đúng chưa? Sao? Có muốn tiếp tục giữ ý định tăng ca nữa không? Em ngồi nghỉ xíu là khỏe lại à. Em phải cố gắng cho gia đình của em nữa. Ừ, lý do cũng chính đáng lắm. Nhưng mà anh nhắc nè, người ta thường nói á, dục tốc là bất đạt. Em làm quá như vậy ảnh hưởng sức khỏe á. Rồi á, tiền kiếm ra không đủ mua thuốc nữa đó. Anh hay quá ha. Anh không động viên em thôi còn nói rõ nữa. Anh á, em mà có chuyện gì lại bắt đầu anh đó. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn nhắc em thôi. Mày đúng là mày hại tao à. Mày làm cái chuyện đó, tại sao mày không nói cho tao biết trước? Cũng tại anh háo ăn quá mà anh không nói cho tôi biết. Mà tao phải công nhận nha, tao công nhận là cái tài nấu nướng của mày cũng hay thiệt á. Mày mua đồ hư đồ cũ này kia không mà mày nấu hả, ăn không có ai biết cái gì hết trơn hết trọi à. Vậy anh không biết cái tài của em của anh hả? Đi mua đồ ngon hả
thì sao lời? Thôi nghe, mày cũng vừa vừa phải phải thôi nghe. Nghe, cái chuyện mày làm á, lỡ có chuyện gì mày ráng mày chịu à. Mày đừng có lâu kéo tao vô tới ba cái chuyện ăn uống của mày nha. Mà tôi nói anh à, anh có cái phần rồi, mắc gì mà anh ăn thêm nữa làm chi vậy? Thì tao hỏi mày, phần của tao là phần của tao, ăn thêm mấy cái này cho nó sướng miệng. Tự nhiên đồ ăn ê hề vậy, mắc mớ gì phải ăn của mình. Ăn cái này của mình nhiều khi đem về nhà cho vợ con ăn không đã hơn. Em nói thiệt với anh đó hả, em mà nấu không ngon đó hả, tụi nó không có dám nói gì em hết trơn á. Em á thì có anh chống lưng, còn anh á thì nhờ bà Kiều Dung, phải không? Tụi nó không bao giờ dám ho đâu. Thôi nghe, đừng có nói ho không ho gì hết á. Cái chuyện gì mày làm mày ráng mày chịu à, tao không có nhúng vô cái chuyện này à nha. Lỡ có chuyện gì là mày chịu á, tao không biết á, tao nói trước à. Trời ơi, cái chỗ anh em không mà anh tính toán quá trời như vậy là không có được. Thôi tao hiểu rồi. Mai mốt dù mày có nấu đồ ngon đây nữa, trước khi tao ăn tao cũng phải coi chừng coi đổi lại coi làm sao. Mày hại tao ói vậy thì điều tới mật xanh luôn nha. Thôi tới giờ rồi anh đi làm đi. Giờ này công nhân nó ăn rồi, tôi còn chuẩn bị tôi làm cho nó ăn nữa. Bùi Hoàng Hưng, một cậu được rồi. Em không muốn ở tù đâu, anh cứu giùm mẹ em đi anh. Mày không muốn ở tù? Dạ. Mà tại sao mày làm ra cái chuyện đó? Xin chút nữa mày hại biết bao nhiêu con người rồi. Em đâu có biết cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thì thường ngày tụi nó cũng ăn như vậy, có gì đâu. Thôi á, tao nói rồi á, cái chuyện này là cái chuyện lớn, tao không muốn dính vô cái chuyện rắc rối như vậy nghe. Tao nói rồi á, mạnh ai đã thì nấy lo. Bộ anh thấy chết mà không cứu hả? Tao đã nói rồi, thân ai là nấy lo. Tao không muốn dính vô cái chuyện phiền phức nữa đâu. Anh Phú, anh Phú, anh Phú. Anh Trung, anh thấy trong người sao rồi? Cũng đỡ hơn nhiều rồi em, nhưng mà vẫn bị cảm giác buồn nôn. Tất cả cũng tại bà Chính nó ăn trong công ty của mình đó. Mấy lần á, em thấy bà mua thực phẩm không an toàn ở chợ cho tụi mình ăn á. Em nói sao? Chính mắt em thấy bà mua nguyên liệu không được vệ sinh, chế biến cho công nhân ăn hả? Dạ đúng rồi. Có lần á, em còn đứng ra đôi co với bà luôn mà. Em tưởng á, em nói như vậy á, rồi bà sẽ ngộ ra. Ai ngờ bà còn làm tới, để dẫn đến hậu quả ngày hôm nay nè. Nhất định em phải kiện bả cho bả nghỉ việc luôn. Chứ mà bả cứ làm như vậy hoài á, là ảnh hưởng sức khỏe công nhân tụi mình đó. Nhưng mà em còn nhớ bả mua ở cái sạp nào không? Dạ nhớ chứ. Ở trong lòng chợ á, có một dãy bán rau với bán thịt nè. Em còn nhớ cái chỗ quầy đó với lại cái người bán hàng luôn mà. Có ai làm chứng cho em không? Dạ có. Có mấy bà bán rau kế bên sạp của bà á. Ủa mà sao anh hỏi em kỹ quá nhờ? À, chẳng qua là anh tò mò quá cho nên muốn biết tường tận thôi. Với những thông tin của em á thì đủ để kết tội bà Chính rồi. Người ta nói là nó có sách mắt có chứng mà em. Ờ ha, anh đó cũng có lý á. Mình có bằng chứng rồi, cái mình viết đơn khiếu nại bà Chính. Chứ mỗi lần em nghĩ đến việc bà làm như vậy á, em tức lắm. Mình phải làm cho bà nghỉ việc luôn đi anh. Đây là một việc lớn của công ty, anh nghĩ á, rồi công ty phải giải quyết thôi. Em cứ bình tĩnh, yên tâm chờ đợi. Sao? Vậy hả? Tôi biết rồi. Tôi sẽ xem xét chuyện này.
sao chị Nhung? Sao? Có chuyện lớn như vậy? Ngày hôm qua anh không báo cho tôi biết là sao vậy? Dạ, ngày hôm qua bị lính quýnh quá cho nên tôi quên. Nên từ sáng giờ chờ cô vô cái là tôi báo cáo cho cô liền đó. Anh đã báo cho giám đốc chưa? Dạ, anh em công nhân nói giám đốc đi công tác vắng. Hiện tại thì văn phòng công ty không có ai hết á. Tôi quên mất. Từ từ để tôi tính. Công nhân bị ngộ độc, sản xuất sẽ bị đình trệ. Anh Phú nè. Dạ. Giám đốc đi vắng thì các phó giám đốc sẽ đảm trách chuyện này. Dạ. Tuy nhiên tôi phụ trách về mảng kinh doanh thì sẽ ít bị đi liên lụy. Để phòng xa, ngay bây giờ anh phải rêu rao, càng lan rộng càng tốt. Dạ. Và quy trách nhiệm cho các phó giám đốc phụ trách nội vụ và phụ trách sản xuất. Dạ. Anh hiểu rõ ý tôi chưa? Dạ, tôi lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu những ý kiến của cô. Dạ, xin phép cô. Anh đã nghe chuyện xảy ra công ty em rồi chứ? Không ngờ công ty em lại lộn xộn như vậy. Vì một bà nấu bếp mà công ty đình trệ. Em tưởng là anh mong chuyện này xảy ra chứ? Anh cũng muốn xem lần này cậu giám đốc trẻ tuổi sẽ giải quyết như thế nào đây. Em đã lách ra khỏi chuyện này. Phó giám đốc phụ trách nội vụ và phó giám đốc phụ trách sản xuất sẽ phải lãnh trách nhiệm thôi. Tuy nhiên, em đang suy nghĩ là bằng cách nào để giải quyết cho mọi chuyện êm đẹp đây. Đám công nhân đang phẫn nộ lắm. Ôi, bọn họ đều là dân nghèo. Em chỉ cần chi chút tiền đền bù coi như xong. Đừng có bận lòng nhiều làm gì. Để em coi sao đã, rồi em sẽ báo lại với anh. Ok, tối nay mình gặp nhau được chứ? Dạ. Vào đi. Dạ. Chào cô Kiều Dung. Chào anh. Dạ. Dạ. Xin gửi cô. Sao tự nhiên lại tặng quà cho tôi? Chắc là có chuyện không đơn giản rồi. Dạ. Đúng, sinh ra cô Kiều Dung để mà làm sếp mà. Chuyện gì cũng không thể nào mà qua mắt được cô hết trơn. Thôi đi, anh khỏi cần phải dài dòng. Tôi biết mục đích của anh tặng quà cho tôi là việc gì mà. Dạ. Cô Chính, em gái của anh cũng đáng gờm lắm. Dám làm những chuyện như vậy trong công ty. Chắc là cô em gái của anh có chi phần cho anh nữa đúng không? Dạ không. Ừ, cô Dung nói vậy quan cho tôi quá cô Dung.
con em tôi mà nó làm cái chuyện đó mà nếu tôi biết á là tôi đã ngăn cản nó rồi. Anh tưởng là anh nói như vậy là tôi tin à? Dạ, tôi xin cô Dung, cô là người rộng lượng, cô làm ơn cô giúp đỡ dùm cho em Út, nhất là cô em của tôi á, là tôi hứa với cô là sẽ không bao giờ tôi để nó làm cái chuyện đó một lần nữa đâu. Còn có lần sau nữa à? Anh có thấy chồng đơn khiếu nại cao như núi ở đây không? Toàn bộ là của công nhân gửi đó, trong đó có đơn khiếu nại cả anh nữa đó. Dạ, công nhân họ làm quá cô Dung ơi. Nếu mà cô không giúp tôi lần này chắc là tôi chết quá. Từ từ đi, anh đừng có quản lắm như vậy, để tôi tính. Như anh biết đó, anh là cánh tay đắc lực của tôi. Dạ. Anh đã lên tiếng á thì tôi phải giúp. Dạ. Nhưng mà anh về nói với cô em gái của anh á là làm ăn cho đàng hoàng. Dạ. Dạ, nói vậy là cô Dung đồng ý giúp cho anh em tụi tôi chứ gì. Dạ. Dạ. Thật tình mà nói á, cô Dung là người phụ nữ vừa có sắc đẹp mà vừa có tấm lòng thương người nữa. Dạ. Cảm ơn cô Dung nhiều lắm. Thôi đi, anh đừng có làm tôi ngượng nữa. Anh cứ về xưởng làm việc đi. Nói với em gái của anh là sẽ không sao đâu. Dạ, dạ xin cảm ơn cô. Dạ, đội ơn cô nhiều lắm. Anh xin phép cô tôi đi làm việc. Dạ. Chỉ có nhiêu đây quà mà muốn Kiều Dung ra tay trợ giúp. Phú già ơi, anh coi tôi rẻ quá. Nếu không vì nghiệp lớn thì đừng hòng Kiều Dung này giúp. Anh, em thấy tội của bà lớn lắm chứ đâu phải nhỏ đâu. Bộ anh không thấy mọi người đang từng phút từng giây trong giờ kết quả hả? Ừ, thì anh cũng nghĩ là sớm muộn gì họ cũng sẽ có cách giải quyết êm đẹp mà thôi. Vậy thôi, tụi mình về nhà nghỉ ngơi đi, chứ đứng đây cũng đâu có làm được cái gì đâu. Chị không về đâu, em với mọi người về trước đi. Mỹ Xuyên, về đi em, đâu phải giải quyết trong một ngày là được đâu. Bây giờ mình về đi, ngày mai đi làm lại, biết đâu ngày mai có kết quả thì sao. Thôi em không về đâu, em phải ở lại đây chờ chứ, để đốc thúc ban giám đốc xử lý. Nếu mà họ xử lý không êm đẹp á thì em không yên tâm làm việc được. Vậy mấy anh chị ở lại đây nha, em đi về trước, em thấy hơi mệt. Em thấy mệt hả? Ấy thôi em về nghỉ trước đi. Cẩn thận đó nha. Dạ, em về trước nha. Mỗi lần mà muốn bỏ chai diễn á là tôi thấy lo lắm. Công ty thì xảy ra quá nhiều việc, tôi nghĩ á ông nên quay trở về với chức giám đốc của mình thì hay hơn đó. Ông ráng giúp tôi thêm một thời gian nữa đi. Tôi biết á là bây giờ tình hình công ty đang biến động, nhưng mà đây chưa phải là thời điểm để mà tôi ra mặt đâu. Biết tới khi nào nữa đây? Ông không biết hả? Là tôi căng thẳng tới mức độ nào đâu. Trước mặt mọi người tôi phải làm ra vẻ giám đốc. Tôi luôn sống trong sự lừa gạt của mọi người, tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng mà ông dối gạt mọi người với mục đích tốt mà, cho nên ông đừng có lo lắng gì hết á. Bây giờ tôi vẫn còn một số vấn đề cần phải tìm hiểu nữa. Coi như là ông hy sinh cho thằng bạn thân này đi. Ông nói như vậy á thì tôi từ chối sao bây giờ? Cảm ơn ông nghe. Đúng là thằng bạn chiến hữu của tôi mà. Thôi, khỏi khen đi ha. Mà nè, không biết lúc này Bích Thi có phát hiện ra gì không, mà cứ theo tôi ráo riết gì đó. Tôi sợ chuẩn bị lộ đó. À, yên tâm đi, Bích Thi thấy vậy chứ vô tư lắm, sẽ không có suy nghĩ sâu xa về mấy chuyện này đâu. Rồi, lại gặp sự cố nữa.
sao vậy? Chị không có sao. Ủa, em chưa ngủ nữa hả? Dạ chưa. Chị đang nhớ hai đứa nhỏ hả? Không biết bây giờ hai đứa nó ngủ chưa nữa. Chắc là nó cũng nhớ chị nhiều lắm. Chắc chắn á là tụi nó phải nhớ chị rồi. Chị yên tâm đi. Ở dưới đó tụi nó còn có anh Bân với lại bà nội mà. Ráng vài bữa nữa rồi về dưới thăm tụi nó nha chị. Không biết tình hình của công ty mình như vậy có được lãnh lương không nữa. Chị sợ không có tiền để về quê nè. Chắc chắn là được lãnh lương rồi. Mà nếu như không có tiền á, chị cứ lấy tiền của em mà về đỡ. Thôi, em cũng phải về quê chứ, em đâu có ở đây một mình được. Em về quê làm cái gì? Ở dưới em ở chị Trinh. Mà bây giờ chị Trinh ở trên đây rồi, em đâu cần thiết phải về đâu. Vậy là em không có về quê hả? Vậy có gì em cho chị mượn đỡ nha. Có gì đâu, hai chị em với nhau mà chị. Ủa, sợi dây chuyền của em đâu rồi? Em làm mất rồi đúng không? Dạ đâu có. Em chứ. Hả không, em cất rồi. Tại vì á, em thấy trên Sài Gòn này á cướp giật nhiều quá nên em sợ, em cất cho chắc ăn. Làm chị hết hồn à. Tưởng em mà làm mất á là uổng lắm biết không, mắc tiền lắm á. Đâu có đâu chị, em đâu có dễ là mất như vậy. Chị Nga nè. Chắc là bé Linh nó cũng đẹp và hiền giống như chị đúng không? Ừ, bé Linh với thằng Út hiền lắm. Tội nghiệp, tụi nó còn nhỏ mà đã xa chị rồi, lại ở bên nội nữa chứ. Không biết ở bên nội tụi nó có vui không nữa. Mà tại sao á chị không để tụi nó ở với anh Bân mà lại ở với bà nội vậy? À, tại vì anh Bân bị tai nạn rồi mất sức lao động luôn, nên để tụi nó ở với ảnh sợ ảnh không chăm sóc cho nó được em à. Dạ. Em thấy hình tụi nó chưa? Dạ chưa. Dễ thương lắm. Nè, này là lúc đó gia đình chị chụp chung với nhau mùa Tết á. Đây là bé Linh đúng không chị? Ừ, mùa Út nè. Hai đứa dễ thương quá à. Lúc này chị cũng dẫn nó đi chơi nè. Bé Linh nhìn giống chị ghê á. Không biết có giải quyết chuyện đó chưa nữa. Đi làm mà hồi hộp như vậy thì tâm trí đâu mà làm chứ. Mỹ Xuyên. Dạ. À, anh đi đâu về trễ vậy? Anh mới đi ra tiệm sách tìm mấy cuốn sách kỹ thuật. Xong sẵn tiện anh có mua cuốn sách này tặng cho em nè. Sao anh mua sách tặng em làm gì? Cuốn sách này thay lời xin lỗi của anh chuyện hôm qua đó. Anh làm em thấy ngại quá à. Chuyện hôm qua em thấy ân hận lắm. Sao vậy? Đáng lẽ em không nên nặng lời với anh. Em biết anh là người không giống như ông Phú. Không sao đâu, anh cũng biết á, bởi vì em muốn bình vực quyền lợi công nhân thôi. Nè, vậy coi như mình què nha. Bọn em đi đâu vậy? Dạ, em mua đồ dùng cá nhân thôi à. À, Mỹ Xuyên nè. Hay là mình đi ăn kem đi, được không? Đi ăn kem chơi. Đơn thư kiện của công nhân đã chất bày trên bàn, vậy mà cậu ta không hề để tâm tới. Chắc giờ này nó thấy chuyện quá lớn nên không dám ra mặt, rồi trốn ở đâu đó ăn chơi chứ gì. Em đã cố gắng liên lạc nhưng không được. Cả hai phó giám đốc cũng tìm cách đi công tác luôn. Tự nhiên em phải vào thế kẹt.
Có lẽ em phải tự đứng ra giải quyết thôi. Ừ, càng tốt chứ sao. Hiện giờ công ty do em nắm quyền, em muốn xử lý sao mà không được. Em hiểu anh muốn gì mà. Hiện tại công ty rất phẫn nộ về chuyện ngộ độc này. Em cứ làm cho mọi người rối thêm càng tốt. Anh định triệt đường sống của công ty này sao? Anh đùa thôi. Anh chỉ muốn thâu tóm khi nó đã hết tiền hương thịnh thôi. Như vậy em cứ bồi thường cho họ một khoản tiền nhỏ, nói vài lời đồng ý và chưa xong. Còn đối với hai người kia, em chỉ nhẹ nhàng hiện thật là được. Nhưng mà hai người đó không đáng tin đâu anh. Nhưng có thể là đúng đó. Em cứ để họ dạ, em sẽ làm theo ý anh. Nhưng mà anh thưởng công cho em chứ gì. Anh không để cho em phải kêu hỏi đâu. Phải vậy chứ. Cái gì? Đền bù thiệt hại cho tụi mình nhiêu đây là xong quá hả? Thì không thỏa đáng chút nào hết. Mạng mình mà đáng giá như vậy thôi sao? Tức thiệt. Chuyện liên quan đến tính mạng con người mà họ xem nhẹ như vậy đó. Thật sự là đối xử như vậy là không hợp tình hợp lý chút nào hết á. Thôi, để Xuyên như gặp giám đốc làm rõ chuyện này. Ông Mỹ Xuyên, em đừng có làm vậy. Không có được đâu. Có gì á, em nói với mạnh tổ trưởng nè. Rồi anh lên nó thông báo với cấp trên. Em làm vừa cấp vậy không có được. Bộ anh không thấy là tụi mình bị thiệt thòi quá hả? Em biết chứ. Nhưng mà họ là cấp trên, họ làm như vậy á, chắc là họ có lý lẽ riêng của họ. Mình làm cái gì á, nếu họ không hài lòng thì mình á, chỉ mang quà vào thân thôi, không có tốt đâu. Hả? Chị Xuyên, em thấy á, mình bị ngộ độc cũng tới nỗi nào họ đền bù về được rồi thì đừng có chống đối với họ nữa. Nhưng mà chị thấy là hai bên cùng có lợi mà. Tụi mình thì có lương, còn công ty thì có lợi nhuận. Chị không hiểu sao mọi người lại nhìn như vậy á. Thôi em à, tụi mình là công nhân đi làm thuê để tìm miếng cơm manh áo. Thêm một chuyện chỉ bằng bước đi một chuyện. Nếu có dịp tiếp xúc với ban giám đốc, anh sẽ đề xuất ý kiến của mình, được không? Vậy thôi, coi như lần này là mình xui xẻo vậy. Nhưng mà nếu còn lần sau á, em nhất định kiện đến cùng luôn á. Xuyên đúng là cá tính mạnh thiệt. Em là người thường xuyên gần gũi cô ấy, cũng nên khuyên vài lời. Dẫu nói thế nào để chăng nữa, chúng ta cũng là công nhân thôi. Em biết phải làm sao rồi. Nhưng mà cũng khó lắm. Cha mẹ sinh con rồi chết lắm. Thôi, đi thôi. Em ăn đi. Em ăn có vừa miệng không? Ngon lắm anh. Bộ mấy hôm nay anh không có đi làm sao mà ngày nào cũng đến với em hết vậy? À, dạo này á, công việc anh cũng không có nhiều, cho nên anh có thời gian rảnh. Chắc là anh rảnh được vài ngày nữa à. Em ăn đi. Thôi để em tự ăn. Để anh ra ngoài nghe điện thoại chút nha. Anh đây, em gọi anh có gì không? Bộ có chuyện gì em mới gọi cho anh được sao? Ý anh á là không phải vậy. Em giỡn thôi. Em gọi cho anh á là để nhắc về cuộc hẹn lần trước đó. Anh có nhớ không? Anh đừng có nói với em là anh quên rồi nha. Anh hứa là sẽ đi dùng bữa tối với em nè, là đi uống cà phê, rồi đi dạo mát nữa đó. Ủa, anh có hứa hả? Thấy chưa, em biết mà. Lời hứa với em á thì anh còn gì phải nhớ chứ. Vậy coi như là anh nhớ là có hứa rồi đó nha. Vậy chiều mai được không anh? Alo, sao hả anh? Được rồi, chiều mai. Anh đồng ý rồi đó nha.
Mà lát nữa anh sẽ chở em đi chơi xíu thôi nha. Tại vì anh còn việc bận nữa, không đi chơi nhiều được đâu. Dạ, anh nhớ nha. Lát á, anh chở em đi dạo chút đó. Còn chiều mai là bữa hẹn chính thức. Ok, lát gặp. Chắc anh phải về công ty có một số việc. Sao bây giờ sắp hết giờ làm rồi anh còn phải về công ty nữa chi vậy? Tại vì cái việc này quan trọng lắm, phải cần anh về giải quyết mới được. Thôi, công việc quan trọng hơn, anh đi đi. Thôi vậy anh đi nha, em nằm nghỉ ngơi đi. Em tự làm được, anh đi đi kẻo trễ. Thôi vậy anh đi nha. Thôi mọi người đừng bực bội nữa, đành rằng là công ty đền bù như vậy là không thỏa đáng, nhưng mà họ chắc chắn phải quan tâm sức khỏe của công nhân hơn. Tại sao cái vụ ngộ độc này nó giống như là một tiếng chuông cảnh báo đến ban giám đốc rồi. Thì anh giải thích như vậy em nghe như vậy. Với lại bây giờ mình có đòi hỏi thêm cũng không được gì hết. À Mỹ Xuyên. Dạ. Đừng quên chuyện tối nay nha. À em nhớ rồi. À em biết rồi nha. Hai anh chị hẹn hò nhau phải không? Em nói bậy không à. Anh Trung muốn mời tụi mình tối nay đi ăn kem. Đúng không anh? Ừ đúng rồi. Tối nay mọi người rảnh không? Đi ăn kem chơi. Thôi bé Lê này cứ chọc hai tụi nó hoài à. Theo chị nhanh về làm cơm chiều nè, đói bụng muốn chết rồi. Dạ, chị đi nha. Sao em nhìn chị dữ vậy? Bộ mặt chị dính lọ hả? Bỏ tay ra. Chị mới cột mà, sao lại tháo ra? Chị Nga, chị thấy là chị xuyên xõa tóc vậy nè, đẹp hơn đúng không chị? Em chọc chị không à? Trời ơi, bình thường chị cột tóc quen rồi. Không, bé Lê nói đúng á Xuyên. Em dạ? Đi làm thì em cột tóc được, nhưng mà đi chơi mà, em cứ xõa tóc ra đi, nhìn nó dịu dàng hơn. Ừ. Ủa mà sao chị với Lê không thay đồ đi? Anh Trung rủ mọi người đi chung mà. Thôi chắc chị không đi đâu, hai tụi em đi đi, chị thấy trong người hơi mệt. Dạ. Vậy vô thay đồ đi với chị nè. Thôi em không đi đâu, mắc công người ta nói em hay làm kỳ đại cản mũi á. Hay quá ha, nói em bậy em bạ không à? Em nói tầm bạ vậy á, vậy mà trúng tùm lum tà la hết trơn á. Thôi em chọc chị đó, em không có đi đâu. Hôm nay TV á, chiếu phim truyền hình dài tập hay lắm, phim tình cảm nha, em thích dữ lắm. Phim tình cảm luôn, sao cho nên em lãng mạn quá vậy? Dạ. Cảm ơn anh. Quán này á, bán nhiều loại kem ngon lắm đó. Bộ anh hay tới đây ăn lắm hay sao mà anh rành quá vậy? Đâu có đâu, lần đầu tiên anh tới đó. Nhờ với khách làm gì vậy? Mà sao anh biết kem đây ngon? Bạn anh nói. Nè, em lựa đi. Trời ơi, quá trời loại kem luôn nè. Không biết chọn cái gì hết á. Thôi anh cho em kem sô-cô-la đi. Hai sô-cô-la. Rồi, cảm ơn em. Quán ở đây trang trí đẹp quá anh ha. Thấy ấn tượng ghê luôn á. Nè, có phối màu nè. Hoa nữa. Nhưng mà anh thấy hình như quán này á thích hợp với các bạn mà đang hẹn hò với nhau á. Nghe cho mày. Vậy chắc anh hay dắt bạn gái của anh tới đây lắm phải không? Đâu có đâu. Anh làm gì có ai đâu mà dắt tới đây.
Thôi anh xạo quá à. Đàn ông các anh á, mỗi lần ai hỏi đến có bạn gái chưa, lúc nào cũng chối chối xạo xạo hết á. Anh thề á. Thôi được rồi, em sợ nghe ai thề lắm. Mà anh có để ý người kia kìa. Nhưng mà anh nói với người ta chưa? Anh không dám nói. Sao anh không dám nói? Anh sợ người ta từ chối. Người ta mà từ chối anh không biết phải làm sao nữa. Hết đường. Nói vậy á, chắc là anh thích người ta lắm luôn phải không? Ngày nào mà không được gặp người ta, anh thấy nhớ lắm. Thấy giống như là thiếu thiếu cái gì đó. Mỹ Xuyên. Dạ. Em cũng bị vậy không? Em hả? Em chưa có bạn trai, nên là em cũng không biết cảm giác đó làm sao nữa. Hai. Trời trời á. Bây giờ đi đâu nữa đây? Lâu lâu á em mới đòi nợ anh được, thì có gì phải về nhà sớm chứ. Vậy bây giờ em muốn anh chở em đi đâu? Em cũng không biết nữa. Hay cứ đi vòng vòng đi, để em suy nghĩ cái đã. Anh Luân à? Anh Luân. Có chuyện gì mà em kêu anh dữ vậy? Anh đi với em á, mà đầu óc anh để đâu mà? Tại anh lo tập trung nhìn đường để chạy xe cho cẩn thận. Em không biết em là người quan trọng như thế nào à? Vậy coi như lần này em tha cho anh á. Anh, hay là bây giờ mình đi ăn kem nha. Lâu quá à. Cũng may là em với anh kêu có hai ly kem thôi mà lâu vậy. Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì không? Mỗi lần mà em cào nhau á, nhìn em dễ thương lắm. Ngủ ngộ sao? Câu này nghe quen quen đó. Mà giờ em hết tiền lẻ rồi, anh cần câu khác hay hơn không? Anh đổi đi. Anh chỉ nói điều anh nghĩ thôi mà. Nói thôi kìa. Dạ xin lỗi đó, để anh chị đợi lâu. Em cứ tưởng là anh quên cái bàn này luôn rồi đó. Dạ anh chị thông cảm, chúc anh chị ngon miệng. Mỹ Xuyên ơi, anh đi toilet cái nha. Dạ. Anh hai. Em đi đâu vậy? Em thấy cái người ngồi đó giống anh hai của em lắm. Mà sau lúc em gọi á, người ta đi mất tiêu à. Chắc là em nhìn nhầm người thôi. Nếu là anh hai của em á, thì tại sao lại trốn em chứ? Không lẽ em nhầm thiệt á ta? Anh nghĩ là người giống người thôi. Em ngồi đây đi. Ngồi bàn này hả anh? Dạ. Không lẽ mà nhìn nhầm ta? Bạn gái của anh ta ngồi đây, nhất định thế nào anh ta cũng sẽ đi ra. Mình phải ngồi đây chờ mới được. Sao chị đó nhìn quen dữ vậy ta? Hình như là mình gặp ở đâu rồi á. Mọi người, hôm nay sự của chúng ta có một cái tên trong tâm. Mọi người cố gắng làm việc cho tốt nha.
Ra là vậy. Em suy nghĩ gì mà người thường người ra vậy? Dạ không có gì hết. Có phải là em đang nghi ngờ chuyện lúc nãy phải không? Con gái tụi em đúng là đang nghi thật. Không phải gì đâu, tại tính em á, chuyện gì chưa rõ ràng thì em phải làm cho thật sáng tỏ em mới chịu được. Xin lỗi em nha, anh có điện thoại công việc tí xíu. Dạ. Alo, tôi nghe nè. Nè Hai Luân, sao tự nhiên đưa Bích Thi tới quán này vậy? Thì ra Bích Thi không nhìn nhầm người. Ủa mà ông đang đâu vậy? Thì tôi chạy ra ngoài hành lang trốn luôn rồi. Giờ sao ta? Nè ông làm ơn á, tìm cách nào đó đưa Bích Thi đi chỗ khác đi, nếu không lộ hết á. Thôi được rồi, ông hãy chờ tin của tôi nha. Ừ, cảm ơn ông. Em đã gọi kem gì chưa? Dạ chưa, em chờ anh á. Anh xin lỗi nha, anh nói chuyện điện thoại hơi lâu. Dạ không có gì. Chừng nào Banh Trinh khỏi bệnh, mình sẽ dẫn cô ấy ra đây ăn kem. À, em đã chọn được loại kem nào chưa? Dạ rồi, em muốn ăn kem sầu riêng, em thích mùi sầu riêng lắm. Xem nó ngon cỡ nào mà tụi con gái em thích ăn đến cỡ vậy. Cho hai kem sầu riêng nha. Dạ. Anh cứ ăn thử đi, em đảm bảo thế nào anh cũng thích hương vị của nó. Sao anh Trung đi toilet lâu dữ vậy ta? Không biết có chuyện gì không nữa, hay là anh bị ngộ độc thực phẩm? Tự nhiên anh bị đau bụng quá. Anh sao vậy? Anh không biết nữa. Biết sao tự nhiên đau dữ vậy nè. Anh bị đau lắm hả? Hay là anh chịu khó ngồi đây chờ em nha. Em xuống dưới quầy hỏi người ta có dầu không, em xức dầu chanh nha. Thôi. Anh nghĩ là không cần đâu. Chắc là căn bệnh dạ dày của anh đã tái phát đó. Chắc là hồi chiều anh ăn một số đồ lạ cho nên mới như vậy. Mà anh nghĩ anh phải cần về nhà gấp thôi. Giờ lúc này á thì mình không thể nào biết được người đó có phải là anh hai của mình hay không. Hay là mình nhìn nhầm ta? Thôi, bạn tôi bị đau bụng á, không có ăn được đâu, khỏi thối nha. Dạ, cảm ơn. Thôi bỏ đi, chắc là anh Hải Luân nói đúng rồi, chắc là mình nhìn nhầm thiệt rồi. Anh đau lắm hả? Thôi được rồi, để em đưa anh về. Đây anh. Chịu khó đến đây chờ chút xíu nha, em vô lấy xe cái ra liền. Nhưng mà phiền em quá. Anh nói vậy không sợ em buồn hả? Có gì đâu mà phiền chứ.
anh đến chờ em nha. Tôi nghe là sao rồi? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên tài ba như vậy. Ok, ổn rồi, ông ra đi. Vậy hả? Ừ, tốt quá. Cảm ơn ông nha. Bữa nào tôi hậu tạ. Em chờ có lâu lắm không? Anh đi toilet gì mà lâu dữ vậy? Trời ơi, anh mà ra trễ một xíu thôi chứ em ra quầy á, em người ta thông báo tìm trễ lạc luôn quá. Kem của anh tan hết rồi kìa. Hay em gọi lại cái khác cho anh nha. Thôi, không cần đâu. Em ăn cũng hết rồi kìa. Muốn ăn thêm không anh kêu? Thôi, em không ăn nữa đâu. Em mà ăn nữa, chắc lần sau anh không dám rủ em đi nữa. Sao em nói vậy chứ? Anh chỉ sợ là em còn chịu ăn nhiều thôi á. Ăn thêm nha. Thôi, em giỡn á, chứ giờ em ăn vậy đủ rồi. Anh ăn nữa không? Vậy thôi, không mấy mình về ha. Tính tiền em ơi. Thôi tao mới luôn ha. Không có nhiều hết. Dạ. Anh á cũng làm công như tụi em thôi mà. Em khờ quá. Anh làm nay á đã 10 năm rồi. Lương của anh á tất nhiên là phải cao hơn mọi người. Với lại anh sống có một mình nè, đâu có xài gì đâu. Em thấy không? Còn Nga lương lại thấp mà còn phải lo gửi gì cho gia đình nữa. Em giúp giùm anh đi. Nhưng mà chị Nga đâu có lên tiếng mượn tiền ai đâu. Sao anh biết chỉ cần tiền? Một lúc nào đó em lớn hơn tí nữa em sẽ hiểu. Đôi khi cuộc sống cần sự đồng cảm và chia sẻ. Nó đến một cách rất là tự nhiên, em không biết được đâu. Cứ coi như là em hiểu rồi đi. Nhưng mà em nói trước nha, chị Nga chị không có em gái đâu. Còn con gái của chị ha, nhỏ xíu à. Em sợ anh chờ không có nổi á. Mệt em ghê vậy á. Em nói giỡn thôi đó. Vậy em đưa tiền cho chị Nga nha. Giùm anh đi. Kịch bản cũ phải không anh? Đúng rồi. Vô đứa nha. Nhưng em nhớ nha. Em biết rồi, anh cứ nhớ hoài à. Nhớ nói với chị Nga, đây là tiền của em chứ không phải tiền của anh, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em cũng thay mặt cho chị Nga với em nữa cảm ơn anh rất là nhiều vì anh luôn giúp đỡ cho chị Nga. Có gì đâu chứ, tự nhiên thôi mà. Đi. Vậy em vô nha. Chứ thấy chị cứ bồn chồn như hoài em cũng thấy thương quá. Chị Nga, sao chị chưa về quê nữa? Chị thôi, em biết rồi. Em có một chút tiền, chị cầm lấy về quê đi. Thôi, chị cảm ơn em nhiều lắm. Mượn tiền em hoài, chị ngại lắm, chị không lấy đâu. Chị, em biết á là chị nhớ mấy đứa nhỏ lắm. Tụi nó cũng nhớ chị nữa. Chị cứ cầm tiền mà về quê đi. Nè, cầm đi. Vậy chị cảm ơn em nha. Ơn nghĩa gì, mình là chị em với nhau mà. Trong lúc khó khăn á, phải giúp đỡ lẫn nhau. Với lại á, cứ coi như cho chị mượn đi. Khi nào có thì trả lại em, có gì đâu ngại. Nhưng mà em không có lo cho chị em hả? Không có cần đâu, chị cứ giữ đi nha. Ừ, vậy chị lên chị chuẩn bị nha. Chị sợ trễ chuyến xe quá à. Ừ, không có trễ đâu. Còn đi nhanh lên. Nhanh đi chị. Nghỉ ngơi cho khỏe nha. Dạ. Em cảm ơn chị. Dạ.
chị. Em có cháo cho chị ăn nha, cháo em mới nấu á. Lúc nữa chị sẽ ăn, bây giờ chị chưa đói. Vậy em để đây nha, khi nào đó chị ăn, nhớ ăn nóng á. Mà mấy hôm nay em không có đi làm hả? Sao ngày nào cũng đến thăm chị hết vậy? Dạ có chứ chị, nhưng mà mấy bữa nay em được nghỉ lễ, tranh thủ qua chơi với chị. Còn cháo á, em nấu hồi sáng sớm rồi, bây giờ hâm lại là ăn được liền à. Tội nghiệp em quá à. Lễ mà cũng không được nghỉ, phải săn sóc chị nữa. Sao chị lại nói như vậy? Nhà có hai chị em à, trước giờ chị lo cho em quá trời luôn. Bây giờ chị bị bệnh, em lo cho chị một chút xíu thôi có gì đâu. À chị nè, anh luôn có tới thăm chị chưa? Anh vừa mới về á. Em thấy á, chị có vẻ buồn. Anh không có tới đúng không? Chị nghĩ anh Luân không còn dành nhiều tình cảm cho chị như trước nữa. Chỉ được cái mỗi cái nghĩ sai cho anh không à. Ai thì em không biết, chứ anh Luân á, chắc chắn không phải là người như vậy đâu. Em không hiểu đâu. Linh cảm của một người con gái đang yêu cho chị biết điều đó. Lê, em gọi ai vậy? May quá. Anh nói gì may vậy? Lê. Dạ. Em làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Đâu có gì đâu chị. Chị kêu hoài không nghe hả? Em đó nha, cuộc đời không có giống như tiểu thuyết hay là trên phim đâu. Sống thực tế thì sẽ tốt hơn em à. Em thấy á, cuộc đời với phim cũng như nhau mà. Sống mơ mộng lãng mạn kiểu trên phim thì sẽ khổ đó. Em biết rồi. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Bây giờ em đi về, chiều em tới ha. Thôi lễ đi đâu thì đi đi, đừng có quan tâm đến chị, chị ổn mà. Em để cháo đây nha, lát chị nhớ ăn á. Chị nằm xuống nghỉ ngơi nha. Em về á. Sao mình thấy lo cho con nhỏ quá. Sống lãng mạn thì sẽ khổ thôi à. Thời tiết mưa nắng thất thường. Mới nắng đó mưa đó. Đây là vuông tôm nhà bác, còn mấy vuông tôm kia của bà con trong xóm. Đợt vừa rồi hả, ta nói tôm chết làm cho bác cắn tay luôn vậy đó. Coi như công sức của gia đình bác đổ sông đổ biển hết trơn à. Chắc là mỗi một vụ tôm như vậy phải đầu tư nhiều thứ lắm phải không bác? Cũng nhiều chứ cháu. Đợt nuôi tôm vừa rồi thất bại, gia đình bác còn nợ tiền ngân hàng đó. Nhưng mà điều bác lo nhất, khổ tâm nhất là không cho con Xuyên nó thực hiện được ước mơ vào đại học của nó. Bởi vậy á, cho nên lần này á, bác có cầm nhà cầm đất lấy tiền thử thời vận một lần nữa coi sao. Dạ. Đúng là người nông dân ở mình á, chịu nhiều rủi ro, gặp biết bao nhiêu là khó khăn nữa. Con cầu mong cho gia đình bác đợt này á bội thu. Có như vậy á thì Mỹ Xuyên mới cảm thấy vui vẻ được. Bác cảm ơn cháu. Bác mong vậy đó. Thôi, bác cháu mình đi đi. Mẹ biết không? Con thấy anh Trung á là một người hiểu biết rộng, nói chuyện vấn đề nào cũng biết hết á mẹ. Nói chuyện với ảnh là thấy thú vị lắm luôn á. Vậy là con thích cậu Trung lắm phải không? Dạ. Mà mẹ, mẹ có phản đối chuyện con quen với anh Trung không? Sao mẹ lại phản đối chuyện của con? Con gái của mẹ lớn rồi, cần phải có bạn trai chứ. Cảm ơn mẹ. Coi con kìa, thấy có vẻ vui dữ lắm rồi nghe. Mẹ thấy có vẻ như là con muốn lấy chồng lắm rồi phải không mẹ? Thôi
Xuyên nè. Dạ. Vậy chứ gia cảnh của cậu Trung sao con? Gia cảnh của ảnh là sao mẹ? Thì có nghĩa là gia đình của cậu Trung á, nó ra làm sao? Sao tự nhiên con lại ấp úng vậy? Mình đúng là sơ suất thiệt. Hoàn cảnh gia đình anh ấy như thế nào cũng chẳng biết gì hết. Hóa ra mình chưa biết nhiều về anh ấy vậy mà nhận lời làm bạn gái. Đúng là xấu hổ chết đi được. Xuyên. Xuyên. Dạ. Trời đất ơi, nãy giờ con nghĩ gì vậy? Dạ. Con không nghe mẹ hỏi hả? Dạ, có chuyện gì mẹ? Trời. Sao đang nói chuyện với mẹ tự nhiên con ngẩn người ra vậy? Gia đình cậu Trung á có vấn đề sao con? Dạ không, đâu có vấn đề gì đâu mẹ. Nhà anh cũng bình thường à. Chắc là nhà anh cũng nghèo giống như nhà mình vậy mẹ. Trời ơi, làm sao mình có thể trả lời mẹ về hoàn cảnh gia đình của ảnh đây? Chẳng biết một tí gì về gia đình của ảnh hết. Này mẹ con, bà cơm nước xong chưa? Này bắt cháu tôi đói lắm rồi đó nghe. Dạ gần xong rồi ba ơi, ba đợi chút con với mẹ dọn liền. Mẹ đi con. Dạ. Dạ. Uống trà, ăn bánh đi cháu. Dạ cảm ơn. Ủa mẹ, em con sao nó chưa về nữa mẹ? Con đừng có chờ. Nó đi học về á, rồi nhiều khi còn đi chơi với bạn bè nữa, nên nó về trễ lắm. Thôi, con vô mời ba con với lại bạn con ra đây ăn cơm đi. Dạ, mà mẹ, mẹ đừng có cho nó đi chơi nhiều nha. Con nít bây giờ dễ bị dụ lắm á. Bị dụ là sao hả con? Con nói gì nghe thấy ghê vậy? Nhiều chuyện lắm luôn á mẹ. Ví dụ như là bị dụ chơi game rồi bị ghiền nè, rồi sau đó về nhà lấy tiền của ba mẹ. Mà bây giờ có nhiều chuyện không lường trước được đâu, nên là mẹ để ý nó chút nha. Ừ, thì ba mẹ vẫn thường hay để ý và lại nhắc nhở nó. Nhưng mà mẹ thấy nó chỉ đi chơi quanh quẩn ở trong xóm mình thôi à, không có đi đâu xa hết á. Cho nên mẹ cũng yên tâm. Mẹ yên tâm nhưng mà phải lưu ý một chút. Con nít bây giờ nó cũng khó hiểu. Bữa giờ đọc trên báo có nhiều thông tin vậy hoài à. Ừ, mẹ hiểu rồi. Để có gì á, mẹ sẽ lưu ý nó hơn. Dạ. Dạ, con mời ba, em mời anh ăn cơm. Ờ. Đi, hai bé cháu mình ra ăn cơm. Dạ. Cơm đi. Đi đi. Đi đi ăn xoài đi. Xoài này lần trước đi đi mang về á. Sao bỗng dưng tốt với tôi vậy nè? Chắc có muốn xin gì phải không? Daddy cứ nghĩ sai về con không mà. Bộ con gái của Daddy chỉ được có như vậy thôi hả? Thôi, bây giờ cha con mình nói chuyện nghiêm chỉnh nha. Rồi, con chuẩn bị xong rồi, Daddy nói đi con nghe. Khi về Việt Nam, con phải tìm đủ mọi cách tạo thân tình với Đình Trung. Làm sao á cho nó cưới con càng sớm càng tốt. Cha rất đồn nóng, muốn điều hành ở công ty đó. Chuyện này á đối với con là dễ như trở bàn tay luôn. Nhưng có điều... Bộ có gì khó khăn phải không? Con nói ra đi, cha con mình tìm cách. Khó khăn á thì cũng không hẳn là khó khăn lắm. Nhưng mà con muốn tiếp tục có nguồn đầu tư mạnh hơn nữa. Bởi vì những phi vụ có tính chất khả thi như vậy thì ba ba tiếc với con làm gì, đúng không? Ba ba phải tạm ứng thêm cho con nữa để con đầu tư lại cho nhan sắc của mình chứ. Con muốn á, là khi anh ta vừa gặp con lần đầu tiên thôi là anh ta phải chết như con cà cuốn luôn. Con nhỏ này, ba kiếm cho con tấm chồng xứng đáng như vậy chưa giờ lòng sao? Được voi đòi tiên.
Daddy này, đâu phải trong phi vụ này chỉ có mỗi mình con là được hưởng lợi đâu. Daddy cũng được hưởng lợi từ đó không ít chứ bộ. Phải không? Thôi được rồi. Để ngày mai á, ba kêu thư ký của ba đó chuyển tiền vô tài khoản của con. Được chưa? Dạ. Cảm ơn Daddy. Con à, theo ba thấy á, thì con như vậy cũng được rồi. Cũng đủ sức hấp dẫn rồi. Đâu cần phải đi thẩm mỹ lung tung quá đó, có hối cũng không kịp đó nha. Trời đi đi ơi, con đâu có ý định đi thẩm mỹ đâu. Con chỉ là đầu tư vào mỹ phẩm với lại quần áo của con thôi. Với lại mùi con vậy chuẩn không cần chỉnh rồi, cần gì đi thẩm mỹ nữa, phải không đi đi? Con gái đi đi mà. Đồ thiệt chứ chưa hoàn hảo, nhưng nó vẫn là đồ thiệt. Con biết rồi mà. Thôi, bây giờ con sắp tới giờ hẹn với bạn con rồi. Con lên lầu thay quần áo nha. Bye bye đi đi. Hôm nay ngày vui. Sẵn có bia ở đây, bác cháu mình làm vài lon nha. Dạ. À, Xuyên. Dạ. Con vô lấy ly con. Nước đá mát mua sẵn để dưới xô á. Dạ ba. Bia này á là cô cháu mua lên đây á, cho hai bác. Thì coi như hai bác dùng nó đãi lời cháu, giống như là của khách đãi khách vậy đó. Cứ tự nhiên nha con. Tại vì hai đứa về cũng đột xuất quá à, cho nên bác không kịp chuẩn bị gì hết á. Ăn đỡ nghe, rồi có gì á chiều á bác chuẩn bị thịnh soạn hơn. Ha. Dạ, con thấy bữa ăn này cũng thịnh soạn đó chứ. Y như là đi ăn vào nhà hàng vậy đó. Mà toàn là những món con thích không à. Bà làm lon không? Trời ơi, thôi tôi đâu có biết uống đâu. Mà ông chút này chút đi, có sao đâu không biết nữa. Đỏ mặt nó đẹp cái gì đó. Ngon quá. Nè con. Dạ. Ăn nhiều nghe. Dạ, con cảm ơn. Mẹ, sao mẹ gấp cho ảnh không vợ? Không có gấp cho con. Cha bay, người ta là khách, còn con á đâu phải là khách đâu mà đòi hỏi dữ vậy. Ôi, con không biết đâu, mẹ thiên vị quá. Đây nè, thôi nè, ba gấp cho con nè, gái cưng của tôi mà nè. À, về đây mới ăn được tép xong nghe, chứ Sài Gòn khi tép nuôi không á. Dạ. Ê, quên cùng lên cái vô bà. Bác cùng mấy nha. Ăn đi chứ. Ăn đi. Dạ con tự nhiên được rồi. Trung nè, ba mẹ cháu vẫn mạnh chứ? Ba con đang bị bệnh, phải đi điều trị xa. Mẹ con mất khi mà con 10 tuổi. Vậy là con lớn lên không có mẹ bên cạnh. Bác xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn của con. Dạ không sao đâu. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, con cũng quen. Vậy ở nhà chỉ có một mình con thôi sao? Dạ không, ở nhà con còn một cô em gái nữa, cũng bằng tuổi Mỹ Xuyên nè. Vậy thì cũng vui rồi, có anh có em nói chuyện với nhau. Bà này thiệt á, đang ăn cơm bà hỏi nhiều quá. Để cho con Trúng nó ăn nó ngon miệng. Ăn đây cháu. Dạ. À, thôi con ăn. Khoan, vô cái nữa đi. Dạ. À, bia nữa cũng được á. À, ăn đi con. Dạ. Ủa con Mỹ Xuyên. Dạ. Sao không ăn nữa, ngồi thờ người đi vô con. Dạ con đang ăn nè ba. Con đâu có ngồi thờ người hồi nào đâu. À. Sao con nghe. Chứ ba nhìn thấy con này là hơi khác khác rồi đó. Con đâu có khác gì đâu ba. Con thấy con cũng vậy mà. Đúng rồi đó ông. Tôi có thấy nó khác gì đâu. Bà không biết chứ. Ba cũng nhìn lầm đâu. Cha biết không, hồi đó đó Xuyên ở nhà nó lành lắm. Giờ bà thấy nó, nghe không, ăn nói từ tốn chững chẹt ra, nghe không. Ăn cơm nó cũng nhẹ nhàng, khác như hồi đó nó ở nhà nó cứ lua vô. Khác là khác chỗ đó, có gì nữa. Ba này, con thấy con cũng vậy mà, đâu khác đâu. Không,
Ba thấy con gái của ba lớn rồi đó, trưởng thành rồi đó. À nè. Dạ. Mấy cái thế võ mà ba dạy con để mà phòng thân á, con có thường xuyên luyện tập, còn nhớ không đó hả? Dạ con nhớ chứ. Ừ. Ủa mà sao ba hỏi con chuyện võ gì đâu? Ba hỏi đi nhắc nhở con. Ta nói là văn ôn võ luyện, mình phải luyện nhiều khi nào mới giỏi chừng nấy. Nghe nói ở thành phố giờ trộm cắp cướp giật như rươi vậy, mình cũng lo. Có mấy cái ngón đòn đó là con để phòng thân cũng đỡ lắm đó nghe. Dạ con biết rồi. Ừ. Ăn đi cháu, ăn mảnh vô, thanh niên ăn kỳ vậy. À, được. Ừ. Ủa mẹ, sao em con lâu về quá vậy? Ê, Út về rồi kìa. À, chị hai về. Nè, đi học về không chào ba mẹ. Dạ. Thấy có khách khứa gì nữa không biết chào hỏi gì cho con. Con chào ba, con chào mẹ, con chào chị hai, con chào anh. À, đây là anh Trung, bạn của chị. Con chào anh Trung. Chào em. Nè, mai mốt không được hù chị dẫn nhau chưa? Dạ, tại em vui á. Ủa, mà chị mới về hả? Ừ, chị cũng mới về à. Mà vài bữa nữa chị đi rồi. Em tưởng chị ở đây luôn, ai về chị còn phải đi nữa. Nói vậy chứ vài bữa lâu lắm á, chị sẽ ở nhà chơi với em, chịu chưa? Dạ chịu. Nè, con vô cất cặp, rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm, đứng nói hoài à. Dạ. Ừ. Anh Trung, lát nữa em sẽ dẫn anh đi câu cá với lại đặt lợp nha. Thiệt không? Dạ thiệt. Hứa nha. Dạ. Ừ. Chị ơi đi chơi em đợi. Thôi, để hai học bài. Chơi em xíu thôi, em chơi có một mình buồn quá à. Để hai làm bài toán này xong, giờ hai ra chơi với Út. Ơ, mẹ về kìa. Mẹ. Đến. Mẹ. Trời ơi. Mẹ đi đâu mà lâu quá vậy? Con mẹ... nhớ mẹ quá à. Mà đi làm kiếm tiền về nuôi hai đứa nè. Đâu, mẹ coi coi. Ừ, con gái của mẹ càng lớn càng đẹp nè. Con, mà sao con ốm quá vậy? Dạ, con cũng ăn bình thường mà. Chắc tại con hay thức khuya đó mà. Con thức khuya? Mà con thức khuya làm cái gì? Dạ không, con nhớ mẹ, nhưng không ngủ được. Mẹ cũng nhớ con nữa. Út nữa, à mẹ coi coi. Sao con đen vậy? Đi chơi nhiều lắm hả? Có học được như chị không? Dạ có. Hai đứa ăn gì chưa con? Dạ chưa. Mẹ có mua quà cho hai đứa nè. Này của con. Này của con. Mẹ. À, ba gì? Anh. Con còn dám dắt mặt gì đây à? Hai đứa xuống nhà dưới đi con. Cô là thứ đàn bà hả? Bỏ chồng bỏ con đi biệt xứ. Con ngồi đây luôn đi. Giang cái tay vô hận gì đây làm gì? Em có làm gì đâu anh. Cô đừng có dùng nước mắt cái xấu nữa. Quang hơn đến sau. Thứ đàn bà lăn lộn. Con ơi con ơi. Má miệng nó nhập cho con rồi. Con, gia đình đoàn tụ vui vẻ con không chịu. Vậy chứ bây giờ con muốn cái gì hả con? Tôi không muốn gì hết. Tôi là thứ đàn ông vô tích sự. Đừng hãy quan tâm tôi đi. Con. Con. Con ơi. Đúng là mình khùng quá đi. Cô ấy vừa về quê sáng nay mà. Phòng đâu còn ai ở lại đâu. Mà mình qua đây làm gì không biết nữa. Sao mình thấy trong lòng nó trống vắng làm sao. Có khi nào, chẳng lẽ. Chắc không đâu. Không thể. Không thể nào có chuyện đó được. Cô ấy đã có gia đình rồi mà. Đã lâu rồi mình không nghĩ đến chuyện yêu đương. Mà không biết cô ấy đang nghĩ gì về mình. Công bằng mà nói thì tình cảm của mình dành cho cô ấy
rõ ràng là đặc biệt hơn những người khác. Cô ấy có nhận ra điều đó không? Nếu cô ấy cảm nhận được thì sẽ ra sao? Mình có đủ can đảm để hỏi cô ấy không? Chắc chắn là không. Hãy cứ để chuyện gì tới rồi sẽ tới vậy. Trời đột nhiên đổ cơn mưa xối xả. Hạo Nhiên nắm lấy tay Nhã Thi chạy đi trong mưa. Hạo Nhiên chỉ cái cây trước mặt và nói: "Chúng ta vào đây trú mưa đi em." Nhã Thi gật đầu. Nhã Thi đứng vào trong, Hạo Nhiên đứng bên ngoài che chở cho cô. Hơi thở của anh phả vào gương mặt của cô. Bàn tay anh từ từ ôm lấy cơ thể. Quên chưa giặt đồ. Má ngồi đi má. Má đi đâu nữa vậy? Con nói má đừng có đi ấy củi nữa. Má, chẳng lẽ anh xỉn vậy giờ anh đi nhậu nữa hả má? Cỡ gì á, thì con nước lết về bên đó thôi. Con à, thôi con đừng có buồn nữa. Con biết rồi má. Để... con không có sao đâu. Má sẽ tranh thủ, má khuyên nhủ nữa không con? Dạ, cảm ơn má. Con à? Dạ. Hai đứa nhỏ nó ngoan lắm. Hai đứa đều ngoan. Dạ má. Nhất là bé Linh nè con. Dạ. Nó chịu khó học lắm. Học kỳ vừa rồi đó. Dạ. Nó được là học sinh giỏi đó con. Thiệt hả má? Dạ, ừ, đúng có nội, học sinh khá thôi mà. Thôi cũng được. Khá là được rồi má. Con cảm ơn má nhiều lắm. Có gì má coi chừng hai đứa giùm con nha má. Dạ rồi, lâu lâu con về. Hai đứa nghe mẹ dặn nè, ở nhà có chuyện gì á thì nhớ kêu bà nội gọi lên cho mẹ biết chứ, biết không? Ba hay bà nội mà có chuyện gì thì con chạy qua nhà hàng xóm, nhờ hàng xóm gọi điện lên cho mẹ biết, biết chưa? Dạ. Má cũng vậy nữa. Má ở nhà má giữ gìn sức khỏe, má đừng đi làm gì hết á. Có gì con gửi tiền về cho má nha má. Má à,